Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện đại thánh truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Tập 138. Chương 1371. Mèo đuổi chuột. Lý Thanh Sơn không đồng ý, trấn áp Tu La chàng vững vàng. Vu Trúc Thực Cốt thấy không thể phá vỡ bức chắn không gian thì không khỏi sốt ruột, nhắm mắt niệm chú thôi thúc toàn bộ pháp lực. Sau lưng lại có khe hở mở ra. Còn người Ân Tinh đột nhiên co rút, nắm chặt luân đao định ra tay. Cùng lúc đó, một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ lấy nàng, cảnh tượng xung quanh chợt biến ảo, thì ra nàng bị dịch chuyển tức thời ra khỏi Tu La Tràng, đi tới Bát Hoang Điện. Ân Tinh thở hắt một hơi, rất là buồn bực, vương thượng có gì phân phó? Lý Thanh Sơn ngồi trên mặt đất, một tay nâng Tu La chàng còn một tay thì sờ cằm trầm tư. Tiểu An lặng lặng dựa sát bên cạnh hắn, mái tóc dài như hải tảo buông xuống. Ân Tình cũng không kìm được mà nhìn nàng vài lần, lén lút so sánh ở trong lòng rồi nảy sinh chút đố kỵ, nở một nụ cười mà trong lòng thì cảm khái. Mình thật sự ở nhân gian lâu quá rồi, tranh giết trong Tu La chàng thì ai để ý dung mạo đẹp xấu thế nào chứ, chỉ nhìn xem thể phách mạnh hay yếu, võ kỹ cao hay thấp. Cũng do nàng quá xuất sắc, khí chất lại như người trong thiên đạo mà còn có sự khác biệt, thực lực thì mạnh kinh người, không biết hắn tìm thấy từ chỗ nào. Trước hết ngươi đừng ra tay, ta phí nhiều tay chân như vậy để bắt họ tới mà không mất một sợi tóc nào, chết ngay lập tức thì lãng phí quá. Lý Thanh Sơn nói mà đầu cũng không ngẩng lên, chỉ chú ý tới Tu La chàng. Quả nhiên A Tu La soái cầm lang nha bổng trong tay không đuổi kịp Vu Dân Thực Cốt kia. Thế là chửi ầm vài tiếng rồi chống lang nha bổng xuống đất và ngồi lên trên một gò đất. Sau đó cất cao giọng nói, ai là chủ nhân của Tu La chàng này, lăn ra đây cho lão tử rồi ăn một gậy của lão tử đi. Tất nhiên kết quả là không một ai đáp lại hắn, thế là hắn đành khom lưng mắng to ngút trời, tiếng mắng chấn động cả vùng trời. Nhưng hiển nhiên chinh chiến trong Tu La đạo lâu như vậy thì vốn từ ngữ không thể nào phong phú được. Chỉ biết mắng đi mắng lại mấy câu. Nếu không thì hứa hẹn với mấy Vu Dân Thực Cốt này, chỉ cần họ giết được A Tu La soái thì sẽ thả cho họ một con đường sống, từ đó kích thích nhiệt huyết chiến đấu của họ. Lý Thanh Sơn lẩm bẩm, không cần để ý đến họ. Tiểu An bỗng nói, tại sao? Tu La chàng ngày càng mạnh hơn rồi, mà tâm tính tu vi của những Vu Dân Thực Cốt này lại rất yếu, như thế sẽ càng ngày càng chịu ảnh hưởng sâu hơn. Trung quy vẫn phải có một trận chiến. Nếu đứng ra dụ dỗ hoặc ép buộc thì trái lại không tốt, chẳng bằng thuận theo tự nhiên. Tiểu An đáp, phạm vi bán kính mấy trăm dặm của Tu La chàng này không lớn cũng không nhỏ. Dù tốc độ là nhược điểm của A Tu La soái nhưng chỉ cần canh giữ ở trung tâm, rồi tùy tiện đi tới bất cứ hướng nào thì cũng có thể đến biên giới trong thời gian ngắn. Bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp những Vu Dân Thực Cốt này. Loại trò mèo đuổi chuột này chẳng kéo dài được quá lâu, nếu mấy Vu Dân Thực Cốt này không muốn chết thì nhất định phải đoàn kết lại cùng đối đầu. Chờ ảnh hưởng của Tu La chàng càng ngày càng sâu, cho đến lúc không duy trì được tính cách bình thường thì cũng đã quá muộn. Quả nhiên nàng mới là người tính kế, Ân Tinh thầm nói, nhưng lại hỏi, hiển nhiên như vậy sẽ tốn thời gian rất lâu, ta không thể cứ ngây ngốc ở bên ngoài được. Nếu ở trong Tu La chàng thì chắc chắn A Tu La soái cầm lang nha bổng trong tay sẽ coi nàng là kẻ địch mà cùng công kích. Tuy không đến nỗi gặp nguy hiểm gì nhưng vẫn phiền phức vô cùng, hơn nữa còn quấy nhiễu chiến đấu. Tiểu An nói, vẫn muốn để ngươi ở trong đó, chẳng qua không phải nhân lúc loạn mà ám sát, mà là duy trì cân bằng, khiến họ giao chiến nhiều thêm vài lần. Dù sẽ hơi kìm nén nhưng cũng coi như mài giũa chiến ý, quả nhiên đã tính hết rồi. Ân Tinh than thở trong lòng, người này thật sự không đơn thuần như vẻ bề ngoài, nhìn đôi con ngươi trong suốt thâm thúy kia. Tựa như trống rỗng chưa từng phản chiếu cái gì, khiến lòng nàng ớn lạnh từng cơn, không khỏi nhớ tới chiêu kiếm mà nàng ám sát Vạn Độc lão tổ ở trên Giá Nhân Sơn. Dù là ý kiến hay nhưng Ân Tinh còn đang dưỡng thương, hay là thôi đi. Lý Thanh Sơn lắc đầu một cái. Không, cái này cũng là vì giúp ta khôi phục sức mạnh. Lẽ ra nên làm tốt phần mình, hơi áp lực cũng không phải chuyện xấu, cũng nên cảm nhận bầu không khí của chiến trường, xin vương thượng đưa ta trở về.
Trong lòng Ân Tinh hơi lay động, lại nói, chỉ là ta có một yêu cầu, xin Vương Thượng nhất định phải đồng ý. Yêu cầu gì? Dù ta gặp phải nguy cơ chí mạng thì cũng đừng ra tay giúp ta. Bình thường không có chuyện gì thì càng không được dịch chuyển tức thời ta. Như vậy mới xem như là chiến trường. Ân Tinh nói, được, ta đồng ý với ngươi. Ân Tinh tiến vào Tu La chẳng không bao lâu thì đã bị A Tu La soái phát hiện. Dù sao nàng cũng không thể ẩn núp trong hư không mãi được. Việc này tiêu hao quá nhiều tâm sức, hơn nữa bị thương thì lại càng không ổn. Chẳng qua tốc độ của nàng cực nhanh, lại có thể dịch chuyển tức thời trong nháy mắt nên vẫn luôn chạy trốn. A Tu La soái kia cũng hết cách với nàng, lại tức giận mắng to một hồi nhưng trong lòng không hề lơ là tí nào. Thân là A Tu La nên hắn hiểu rõ về sự nguy hiểm của đồng loại nhất, chớ nói chi đó còn là một thích khách. Bên dưới vòng xoáy màu đỏ ngóm, chiến tranh vẫn đang tiếp tục, chém giết kéo dài nửa ngày nên dĩ nhiên mặt đất đã hấp thụ no huyết dịch, máu tươi tràn lan chảy thành sông, tụ lại thành từng hồ máu. Đột nhiên, một luồng khí tức mạnh mẽ truyền đến từ nơi sâu trong vòng xoáy, trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Lý Thanh Sơn vui mừng nói, lại một người nữa tới rồi, không biết lần này là binh khí gì đây. Đợi khi thấy rõ binh khí trong tay A Tu La soái kia xong thì miệng hắn không khỏi hơi hé ra, vẻ mặt trở nên cực kỳ quái lạ. Một tháng sau, cuối cùng trận loạn chiến trong Tu La Tràng cũng kết thúc, lấy 10 vạn vu dân thực cốt làm tế phẩm để Tu La Tràng trở nên càng mạnh hơn. Tiểu An cũng có được tài nguyên dồi dào để tu luyện, thực lực của Ân Tinh không chỉ khôi phục mà còn được nâng cao một bậc. Mắt thấy đều là chuyện vui lớn nhưng Lý Thanh Sơn lại thở dài một hơi. Hai tay hắn cầm một đống thần binh Tu La, tay trái là Lang Nha Bổng, còn tay phải vẫn là Lang Nha Bổng. Tuy rằng kiểu dáng có sự khác biệt rất lớn, một bên thì hung tàn nguyên thủy u ám, một bên thì chuẩn mực tinh xảo lóng lánh. Nhưng rõ ràng là một loại binh khí, Lang Nha Bổng, đậu mé. Hai A Tu La soái đến dùng binh khí đều là Lang Nha Bổng này, các ngươi đâu phải huynh đệ ruột đấy chứ. Lý Thanh Sơn vứt hai chiếc Lang Nha Bổng này lên mặt đất hơi chấn độn, cuối cùng bị đập ra hai cái hố to. Đây không đơn thuần là thần lực của Lý Thanh Sơn, mà cũng là do hai chiếc Lang Nha Bổng vô cùng nặng này, mỗi chiếc đều hơn cả vạn cân. Tiểu An an ủi, Lang Nha Bổng cũng rất tốt, hơn nữa còn có hai cái nữa. Lý Thanh Sơn cả giận nói, tốt cái gì, ở trong sơn trại thì chỉ có kẻ chết chạy cờ mới dùng Lang Nha Bổng, còn bắt được hai cái liền nữa, thật quá đáng. Giải thích kẻ chết chạy cờ nghĩa là diễn viên quần chúng. Hết giải thích. Tiểu An nghiêng đầu, với sự thông minh của nàng mà cũng không biết chết kẻ chạy cờ là dị thú gì, dù sao cũng không quá lợi hại. Ân Tinh cười sán lạn, bị Lý Thanh Sơn liếc mắt lườm một cái thì ho khụ hai tiếng. Vương Thượng, thực ra ta thấy thứ này còn phù hợp với ngươi hơn kiếm. Dựa vào ánh mắt được rèn luyện ra của ta ở Tu La Đạo, từ ban đầu ngươi đã không nên theo kiếm đạo. Vậy ta nên theo cái gì, Lang Nha Bổng đạo à? Lý Thanh Sơn vung vẩy Lang Nha Bổng trong tay với vẻ mặt hung ác. Phốc, khụ khụ, đúng là chưa nghe nói đến cái này bao giờ. Ân Tinh cố nén cười mặc cho hai chiếc Lang Nha Bổng hung tàn múa qua múa lại ở trước mặt, quấy động cuồng phong, còn Lý Thanh Sơn thì trông tràn đầy thô bạo. Tiểu An không khỏi gật gù, dường như cũng hơi có lý. Thanh Sơn, chẳng phải ngươi dùng rất tiện tay hay sao? Thân hình Lý Thanh Sơn cứng đờ, bỗng nhiên cất Lang Nha Bổng đi, không khỏi suy nghĩ theo lời nói kia của Ân Tinh. Lúc trước, lý do hắn tu kiếm đạo phần lớn là vì thảo tự kiếm thư. Tiểu An lĩnh ngộ một phần kiếm pháp tinh diệu rồi truyền thụ lại cho hắn, mạnh hơn nhiều so với việc dùng vũ khí của hắn. Cứ thế bước từng bước một, quen rồi thì thành đương nhiên, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đổi vũ khí khác. Nhưng sau khi phục hồi hoàn toàn Tam Tuyệt Thư xong thì hắn lại nảy sinh ý nghĩ như thế. Đúng là kiếm đạo ẩn chứa trong Tam Tuyệt Thư huyền bí huyền diệu, tự hình thành một phong cách. Nhưng càng như vậy thì hắn càng cảm thấy không phù hợp, có loại cảm giác không cùng đối lập không. Hòa hợp trong lúc tu hành Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Dù sao cũng bị khác biệt đôi chút về cảm giác, khó mà lĩnh ngộ tinh túy. Nếu nói ngộ tính của Lý Thanh Sơn kém, vậy lẽ nào thần thông cấp cái thế như thần ma cửu biến lại đơn giản?
Ngũ Tuyệt Tiên Nhân là nhân vật như thế nào? Thiên Nhân chuyển thế, Cầm Kỳ thư họa đều là thiên hạ vô song, Hỏa Kiếm Đạo vào trong thư họa, phong lưu tuyệt thế. Lý Thanh Sơn lại là nhân vật thế nào? Lớn lên ở sơn thôn dân gian, sát phạt một đường cho đến hiện tại, đầy đầu đều toàn ba suy nghĩ thô tục là chiến đấu với cường địch, uống rượu ngon, đẻ mỹ nhân. Háo sắc là sự thật, phong lưu thì thôi. Nói trắng ra, xét từ bản chất thì đây chính là hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Kết quả là năm xưa hắn không nhìn ra kiếm pháp của Thảo Tự Kiếm Thư. Hiện tại không ngộ ra kiếm đạo của Tam Tuyệt Thư, có lẽ thật sự chọn sai binh khí rồi. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh thì nhất định phải tu, nhưng binh khí không nhất định phải là kiếm. Thế là hắn hỏi Ân Tinh, ngươi cảm thấy ta nên dùng binh khí gì? Ân Tinh trả lời, cái này thì cũng khó nói, tóm lại phải tự ngươi lĩnh ngộ mới được. Ta cũng phải thử rất nhiều binh khí thì mới chọn được luân đao này. Mà thật ra các lần thử trước đó cũng mang đến rất nhiều lợi ích. Thế trước hết cứ xem thử lang nha bổng này. Lý Thanh Sơn trầm ngâm, lại giơ lang nha bổng trong tay lên, luôn cảm thấy trông vừa mắt hơn nhiều. Đối thủ đầu tiên mà chiếc lang nha bổng thứ hai giáng lâm đến Tu La chẳng tìm chính là chiếc lang nha bổng thứ nhất. Hai Atula sói cầm cùng một loại binh khí rồi đánh leng keng một hồi, sau đó lại chiến đấu rất nhiều lần. Lý Thanh Sơn hơi suy ngẫm, còn nhớ được rõ rành rành mỗi một chi tiết nhỏ của từng trận chiến. Dù lang nha bổng đạo này vừa cực vụng về lại cực khéo léo, những chỗ tinh diệu đều đơn giản trực tiếp hơn kiếm đạo nhiều. Có nền tảng kiếm đạo thì bắt đầu học cái này cũng hết sức dễ dàng. Nói tóm lại, cứ nện lên người kẻ địch là được, cũng không cần chia tia sáng thành hình, cũng không cần ngưng tụ khí thành tia. Nhưng so với lang nha bổng này thì thật ra Lý Thanh Sơn tiếc nuối một món binh khí khác hơn. Đó là thanh binh khí này đã giúp hắn ý thức được sức mạnh của mình lần đầu tiên trong đời, còn giúp hắn giết người đầu tiên. Đao, Vương Thượng đã vui vẻ lên chút nào chưa? Ân Tinh cười nói. Tâm trạng thì cũng dễ nói rồi, chỉ là vận may của ta hơi bị tốt quá rồi. Lý Thanh Sơn liếc nhìn Ân Tinh, nàng cong đôi mắt xinh đẹp cười tủm tỉm, hòa tan sát khí nghiêm nghị trên người, càng ngày càng có dáng vẻ nữ nhân hơn. Thật ra cái này cũng không coi như là ngẫu nhiên, chiến tâm của các A-tu-la soái bình thường đều như thiết, hoàn toàn không muốn rời khỏi Tu-la đạo. Chỉ có mấy tên dùng binh khí hạng nặng như thế này mới có thể không kịp phản ứng, bị hút vào bên trong Tu-la tràng. Cho dù không phải là lang nha bổng thì cũng là các loại chùy búa cỡ lớn. Chờ đến khi sức mạnh của Tu-la tràng mạnh hơn thì sẽ có các binh khí khác. Nhưng mà ngươi không cần mơ đến loại thích khách giống như ta. Ân Tinh chống nạnh, dường như thứ nàng muốn khoe khoang không chỉ có thân phận thích khách, mà còn có dáng người quyến rũ đó, không hề có chút ngại ngùng nào. Thì ra là thế, cái này cũng coi như ta khá may mắn. Lý Thanh Sơn cười cười, cảm nhận được ánh mắt của Tiểu An ngồi bên cạnh, ho khan, thu liễm sắc mặt lại, lạ thật. Chắc là Vu Vương Thực Cốt đã nhận được tin tức rồi mới đúng. Sao lão ta còn chưa đến báo thù cho tộc nhân nữa? Không lẽ đang bế quan sao? Trận chiến lần này gần như đã làm toàn bộ bộ lạc Vu Dân Thực Cốt ở Vũ Châu biến mất hoàn toàn. 10 vạn Vu Dân Thực Cốt bị mất mạng. Tin tức này không thể nào giấu giếm được. Hắn ra lệnh cho 10 đại động chủ hành động bí mật cũng là vì có thể có được thời gian tế luyện Tu La Tràng thôi. Hiện tại đã qua 1 tháng, mọi chuyện đã bị truyền ra từ lâu rồi. 10 đại động chủ gần như đi khắp cả Vũ Châu, liên tục chiến đấu ở vài trăm bộ lạc thực cốt, nếu muốn không để lộ bất cứ hành tung nào là chuyện không có khả năng. Vu Vương Thực Cốt chỉ cần điều tra kỹ một chút là có thể dễ dàng tìm hiểu được ngọn nguồn, tìm được đến dã nhân sơn. Lý Thanh Sơn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chở Vu Vương Thực Cốt đến công dã nhân sơn, dùng pháp trận để tiêu hao lực lượng của lão ta. Lại bùng nổ ra tay nhốt lão ta vào trong Tu La tràng, sau đó phối hợp với Vạn Độc lão tổ, Tiểu An, Ân Tinh bao vây đánh chết, sau đó sẽ có thể đánh chiếm được Vu Thành Thực Cốt. Chờ hoàn thành xong hết những chuyện này, Tu La tràng chắc chắn sẽ càng mạnh hơn, có lợi cho việc tu hành Hổ Ma biến của hắn. Hơn nữa trong lúc chiến đấu kịch liệt, hắn còn có khả năng đột phá Hổ Ma tầng thứ 5. Kế hoạch lần này có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, không một sơ sót, cũng coi như là chuyện này móc nối với chuyện khác.
nhưng mà đến tận bây giờ cũng không có bất cứ tin tức nào, không khỏi làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Tiểu A nói, không sao, lão ta không đến thì chúng ta dẫn dụ lão ta đến. Phía đông Vũ Châu có một tòa thành thị hùng vĩ bao la, trên các kiến trúc bằng đá cao thấp đan xen bỏ đầy dây thường xuân, theo sự thay đổi của thời tiết, chúng nó cũng bày ra các màu sắc khác nhau. Tuy rằng không lịch sự tao nhã xinh đẹp bằng phủ thành của Thanh Hà Phủ, nhưng cũng coi như có nét đẹp riêng. Linh khí bên trong thành vô cùng dày đặc, còn hơn xa ở trên dã Nhân Sơn, là một khu phúc địa hiếm có. Trên một ngọn đồi ở trung tâm thành thị có một tòa thần điện rộng lớn vô cùng khí thế. Khu vực trung tâm của phúc địa này còn tốt hơn cả bát hoàng điện của dã Nhân Sơn. Hàng ngàn hàng vạn cây cối ở bên ngoài thành đều bị chém tận gốc, chướng khí cũng bị đuổi đi, mở ra đồng ruộng liên miên. Không bờ bến, bừng bừng sinh cơ. Đợi đến khi mặt trời chiều ngã về phía tây, bên trong thần điện vang lên tiếng kèn kéo dài. Các nông dân kết bè kết đội trở về thành. Nắng chiều nhuộm đồng ruộng thành một mảnh vàng đỏ, thần điện lại có vẻ càng thêm rộng lớn cao quý, vô cùng bình an yên bình. Khi một nông dân đi ngang qua cửa thành, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bên trên, nét chữ cổ xưa khắc thành ba chữ to thành thực cốt. Bên trong thành có trăm vạn dân cư, nhưng chỉ có 1% là vu dân thực cốt, ngoài ra đều là người thường, hoặc cũng có thể nói là thức ăn hình người. Các nam nhân bị bắt ép canh tác hết ngày này đến ngày khác, bởi vì bên trong phúc địa có linh khí nồng đậm, đồ ăn sung túc, mỗi người đều vô cùng cường tráng. Những đứa trẻ gầy yếu tàn tật vừa sinh ra đã trở thành đồ ăn, nhưng cũng chỉ có những vu dân thực cốt có địa vị cao mới có tư cách ăn. Các vu dân thực cốt bình thường chỉ có thể chờ thân thể của các nam nhân khác yếu đi, mất đi sức lao động mới có thể ăn no nê. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1372, Vu Vương Thực Cốt. Mà các nữ nhân thì lại không cần phải canh tác, các nàng chỉ có một công việc duy nhất, đó chính là sinh dục. Sinh hết người này đến người khác, mãi đến khi mất đi năng lực sinh dục, cũng sẽ biến thành đồ ăn. Cứ sinh sôi nảy nở nhiều thế hệ như thế, một số ít người may mắn sẽ được bồi dưỡng thành vu dân thực cốt. Phần lớn những người còn lại đều sẽ trở thành thức ăn hình người. Sinh ra càng nhiều vu dân thực cốt hoặc là thức ăn hình người. Nơi đây là thánh địa của vu dân thực cốt, không cần phải vất vả săn thú, tranh đấu với vu dân khắp nơi là có thể có được đồ ăn sung túc. Nhưng mà cho dù có được dân cư lên đến trăm vạn thì nuôi sống 1% vu dân thực cốt cũng đã là cực hạn. Mà số lượng của thức ăn hình người lại bị giới hạn bởi diện tích thổ địa, không thể mở rộng thêm được nữa. Cho nên mỗi cách mấy năm sẽ có một đám vu dân thực cốt bị trục xuất, biến thành những bộ lạc thực cốt rải rác ở khắp nơi trong Vũ Châu. Mà trong những bộ lạc này, nếu đạt đến tu vi nhất định hoặc là bộc lộ ra thiên phú cực tốt thì cũng có cơ hội quay trở về thành thực cốt lần nữa, có vô số người hành hương hướng đến. Nhưng mà dạo gần người hành hương bỗng nhiên biến mất, trong thành thị bàn tán xôn xao, vu vương thực cốt phái người đi ra ngoài điều tra lại vẫn chưa có kết quả. Rốt cuộc là kẻ nào dám bắt giết tộc nhân của ta khắp nơi như thế? Bên trong thần điện thực cốt vang lên giọng nói đầy tức giận, phá vỡ yên lặng của buổi chiều hoàng hôn, truyền ra khắp toàn thành. Cho dù là vu dân thực cốt hay là người thường thì đều quỳ rạp hướng về phía thần điện, im thin thít, tòa thành thị ầm ĩ đột nhiên trở nên yên lặng. Nơi cao nhất của thần điện thực cốt là một vách đá cao chừng trăm trượng, vẽ một bức đồ đằng cùng kỳ sinh động như thật, quan sát toàn bộ thành thị. Một nam nhân trung niên đứng trên bậc thang cao cao trước vách đá đồ đằng, cua quảo thanh quyền trượng màu đen. Trên mặt đầy vẻ tức giận, ông ta mặc trường bào màu đen viền đỏ sậm, trông giống như một vị vương giả tràn ngập uy nghiêm. Nhưng mà trên trán ông ta lại có một cái sừng, sau lưng còn có cánh chim, còn có khí thế khủng bố xông thẳng lên trời kia. Tất cả đều đang biểu lộ rõ ràng thân phận của ông Vu Vương thực cốt. Vu Vương, dựa theo kết quả bói toán thì địch nhân ở Nam Cương. Đại Vu Trúc đứng dưới bậc thang, ngửa đầu dùng âm thanh khàn khàn bén nhọn bẩm báo, nàng giống như một bà lão. Cơ thể đã còng xuống không còn ra hình người,
chỉ cao chừng một đứa bé 10 tuổi, trên đầu đôi mào màu đen, mặc vu bảo lam lũ màu sắc rực rỡ. Nam Cương, không lẽ là Vạn Độc Giáo? Vu Vương Thực Cốt tức giận vỗ đôi cánh chim màu đỏ sậm ở sau lưng. Không, Vu Vương, không phải Vạn Độc Giáo, là các động chủ của Dã Nhân Sơn ra tay. Đại Vu Trúc nói, Dã Nhân Sơn, chỉ có họ thôi sao? Vì sao họ lại làm như thế? Vu Vương Thực Cốt nhíu mày, một lúc sau mới nhớ đến đó là nơi nào. Dã Nhân Sơn cũng chỉ là một thế lực nhị lưu ở Vũ Châu, là một đám ô hợp. Nếu chỉ tiêu diệt vài cái bộ lạc Thực Cốt thì cũng không tính là cái gì. Thật ra ông cũng không quá để ý đến sự sống chết của các bộ lạc Thực Cốt ở bên ngoài. Nhưng mà hành động diệt sạch như thế này thì lại hoàn toàn khác. Rõ ràng là muốn kết thù không chết không ngừng với họ. Mấy người đó đào đâu ra lá gan lớn như thế chứ? Các bộ lạc nhỏ yếu khác thì cũng thôi đi. Mấy bộ lạc mạnh mẽ kia có được thủ lĩnh Thực Cốt hoặc Vu Trúc Thực Cốt vượt qua thiên kiếp lần thứ hai tọa chấn, lại có ưu thế đánh nhau tại địa bàn, sao lại có thể bị tấn công một cách dễ dàng như thế được? Dã Nhân Sơn không còn là Dã Nhân Sơn giống như lúc trước nữa, hiện tại đã bị một tên thống lĩnh Bạch Ưng tên là Lý Thanh Sơn chiếm cứ. Dùng huyết thệ thư khống chế 10 tên ma tu làm 10 đại động chủ, tự xưng là Dã Nhân Vương, đối đầu với Vạn Độc Giáo. Đại Vu Trúc nói, Dã Nhân Vương, hắn đã vượt qua thiên kiếp 3 lần rồi, vậy tại sao còn làm thống lĩnh Bạch Ưng nữa? Vu Thành Thực Cốt nằm cách xa Nam Cương mấy vạn dặm, Vu Vương Thực Cốt vất luôn ở bên trong thành tu luyện, hiểu biết rất ít về Lý Thanh Sơn. Không, hắn chỉ có tu vi vượt qua lần thiên kiếp thứ hai mà thôi, nhưng mà thực lực rất mạnh, đến cả Vạn Độc Giáo cũng chịu thiệt lớn. Đệ tử trong môn cũng chết hết 70-80%, Vạn Độc Lão Tổ cũng không có cách nào đối phó với hắn, còn việc vì sao hắn lại làm thế thì ta cũng không biết. Trong mắt Đại Vu Trúc lộ ra vẻ lo âu. Dã Nhân Sơn, tốt lắm. Lý Thanh Sơn, giỏi. Ta muốn cho họ phải trả giá đắt. Làm thức ăn hình người trong thành cả đời, mỗi ngày cắt một miếng thịt của hắn ăn, chắc chắn sẽ làm cho tu vi của ta nâng cao thêm một bước. Miệng của Vu Vương Thực Cốt đầy răng nanh sắt bén, dang rộng cánh chim lớn, cuồng phong nổi lên khắp nơi, lập tức bay ra xa chừng vạn nhắm, muốn bắt mấy người Lý Thanh Sơn về nhắm rượu. Cái này cũng không phải khinh suất, mà là sự tự tin vốn có của Vu Vương, chỉ cần biết được vị trí của kẻ địch. Không có đối thủ cùng cấp bậc thì thiên tài, pháp bảo gì gì đó đều chỉ là mấy thứ gà đất chó sành, không đáng để ý đến. Chỉ là lão ta không biết, lúc trước Vạn Độc Lão Tổ cũng mang theo sự tự tin này để tấn công Dã Nhân Sơn. Vu Vương, xin đợi một lúc, sư môn của Lý Thanh Sơn chính là Thiên Long Thiền Viện của Thanh Châu, sư phụ là một vị tăng vương, còn có một nữ tử ở cùng hắn, cũng là đệ tử của Thiên Long Thiền Viện. Hừ, Thiên Long Thiền Viện, họ dám đến Vũ Châu sao? Vạn Độc Lão Tổ còn không sợ, không lẽ ta sợ? Ba đại tông môn ở Thanh Châu có thực lực hùng hậu, Vu Vương Thực Cốt cũng đã nghe danh từ lâu. Tứ đại kim cương của Thiên Long Thiền Viện nổi danh thiên hạ, nhưng chỉ dựa vào mối quan hệ đối địch giữa hai châu, lão ta không cần thiết phải lo lắng. Vạn Độc Lão Tổ cũng nghĩ như thế. Đại Vu Trúc không dám nói, Vạn Độc Lão Tổ chịu thiệt thòi lớn như thế mà vẫn không thể đánh chiếm được Dã Nhân Sơn. Trước khi xuất chiến, chúng ta phải hiến tế đại thần cùng kỳ, tiến hành bói toán. Bị xen ngang như thế, lửa giận của Vu Vương Thực Cốt cũng dịu lại, cảm thấy Đại Vu Trúc nói cũng rất có lý, chuyện này nhìn đâu cũng thấy quái lạ. Không nói chuyện khác, chỉ riêng việc họ có thể xác định chính xác được vị trí của mỗi một bộ lạc Thực Cốt thì cũng đã rất không thể tưởng tượng được rồi. Bộ lạc Thực Cốt có lớn có nhỏ, cũng không hề ở lại riêng một chỗ liên tục xây dựng nhiều thế hệ như những bộ lạc khác, mà lại thường xuyên di chuyển để tìm kiếm được thêm càng nhiều đồ ăn. Một tên thống lĩnh Bạch Ưng đến từ Thanh Châu vậy mà lại có thể nắm bắt được vị trí chính xác của từng bộ lạc Thực Cốt một, sau đó tấn công đánh nhanh thắng gọn từng bộ lạc một. Điều này đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn rồi. Hơn nữa còn có một điểm khó hiểu lớn nhất chính là hắn làm thế để làm gì? Rốt cuộc thì phải có lợi ích gì, hoặc là nói có chỗ dựa nào mới làm cho hắn có thể không thèm kiêng dè như thế?
Nếu vì muốn luyện khí thì không phải tìm 10 vạn người thường sẽ đơn giản hơn rất nhiều sao? Vu Dân Thực cốt chú trọng vào việc luyện thể. Ngoại trừ một số rất ít người vượt qua thiên kiếp ra thì hồn phách của các Vu Dân Thực cốt bình thường khác cũng không mạnh hơn người thường bao nhiêu. Không lẽ trong chuyện này còn có âm mưu gì khác sao? Bây giờ đại thế trong thiên hạ càng ngày càng rung chuyển. Trong tình huống này, hai tên đệ tử thiên tài của Thiên Long Thiền Viện không chịu ngoan. Ngoãn ở Thanh Châu tu hành, ngược lại mạo hiểm đi đến Nam Cương, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Lão ta bình tĩnh lại tự hỏi, thật sự cảm thấy vô cùng giả dối quỷ quyệt, không thể lơ là. Được rồi, nghe theo ngươi, thù này ta nhất định phải báo. Vu Vương Thực Cốt nói, không thể hành động theo tình cảm, vương phải có tôn nghiêm của vương. Vâng, Vu Vương, ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Đại Vu Trúc vội cáo lui, đi chuẩn bị nghi thức hiến tế. Vu Vương Thực Cốt lại trầm tư một lúc, xoay người nhìn về phía vách tường đổ đằng, hơi khom người làm ra thủ thế cầu xin. Xin mời cùng kỳ đại thần phù hộ tộc Thực Cốt của ta cùng hung cực ác. Tội ác chồng chất vĩnh viễn, sẽ có một ngày có thể làm cho quần ma lại một lần nữa xuất hiện. Muốn làm gì thì làm, việc ác bất tận. Dường như trong mắt của Cung Kỳ hơi đảo, lộ ra nụ cười dữ tợn tràn ngập ác ý. Lý Thanh Sơn khoanh chân ngồi ở dưới nền đất đỏ sậm. Nơi này đúng là bên dưới lốc xoáy màu máu kia, là nơi mà 10 vạn Vu Dân Thực Cốt tranh sát rồi chết đi. Tuy rằng Tiểu An đã đốt sạch thi cốt của họ, nhưng tiếng gió rít gào vẫn giống như tiếng sát khí kích động, binh khí va vào nhau. Nếu như là người tu hành bình thường thì tinh thần chắc chắn sẽ không yên tĩnh, ăn ngủ không yên. Lý Thanh Sơn lại cảm thấy vô cùng thoải mái, hồ ma trong lòng hắn đang gầm gừ, trở nên càng thêm hung mãnh. Sau một lát, hắn mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm, lại hoàn thành một giai đoạn tu hành. Tiểu An, sao ta cứ có cảm giác não hạch của Vu Dân Thực Cốt giống như ma tâm của ma tộc thế, nhưng mà hình như lại có chút khác. Lý Thanh Sơn cầm một viên tinh thể vô sắc bán trong suốt giơ lên trời ngắm nhìn, soi ra được lốc xoáy màu máu trên bầu trời. Giống, rồi cũng lại không giống. Tiểu An đang bận rộn sắp xếp một đống đầu lâu thủy tinh ở xung quanh Lý Thanh Sơn, dần dần kết thành một trận thế. Cái gì mà giống rồi lại không giống chứ? Lý Thanh Sơn vươn vai duỗi thẳng tay chân nằm xuống, nhìn lốc xoáy màu máu trên bầu trời, mặt đất ướt át ấm áp. Mùi bùn đất và mùi máu tươi hỗn loạn tạo thành một loại hơi thở kỳ diệu, hắn hít thở sâu, vui vẻ thoải mái. Ma tộc từng xâm lấn Cửu Châu rất nhiều lần, tuy rằng cuối cùng đều bị diệt sạch, nhưng lại mang đến ảnh hưởng rất lớn. Có rất nhiều công pháp pháp thuật trong đạo tu hành đều xuất thân từ ma pháp ma công của ma tộc, chỉ là được thay đổi một chút thôi. Nhất là ở vùng hoang dã. Một số vu thuật quan trọng nhất của một ít bộ lạc vu dân chính là công pháp tu hành của ma tộc. Nói nữa thì chấn ma đồ lục của ngươi cũng là công pháp do ma tộc sáng tạo ra đó. Tiểu An hơi mỉm cười nói, đi đến bên cạnh hắn, ngồi thẳng xuống bụng của hắn, dùng một tay chống mặt từ từ kể. Các bạn đang nghe chuyện Đại Thánh Chuyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1373, bí sử. Đại hạ đề phòng ma tộc, kỹ lưỡng đến thế, nhưng hành động của Vu Dân Thực Cốt cũng không khác ma tộc bao nhiêu, vậy mà lại còn có thể để cho họ phát triển đến tận bây giờ. Lý Thanh Sơn khó hiểu hỏi, cho nên mới nói là có chỗ không giống, ma tâm của ma tộc đã được gieo từ nhỏ, mà não hạch của Vu Dân Thực Cốt lại được ngưng kết sau khi lớn lên. Cho dù Vu Dân có làm việc ác nhiều đến mức nào thì người đó vẫn ý thức được bản thân đang làm việc ác, chẳng qua coi như là một loại ma tu mà thôi. Lý Thanh Sơn hơi gật đầu, ma tu của thế giới này không phải chỉ nói chơi cho vui thôi đâu. Bạch Liên Thánh Mẫu tàn sát 20 vạn dân trong thành chỉ vì luyện bảo. Mà đây chỉ là một trong số hàng đống ví dụ. Nếu so với các Vu Dân Thực Cốt thì chẳng qua chỉ thêm một bước ăn thịt mà thôi, hơn nữa còn ăn để sống sót. Đại hạ không thể nào giết toàn bộ ma tu trong thiên hạ, nếu như thật sự chập mạch làm như thế thì cũng sắp sửa bị hủy diệt rồi. Bộ máy nhân tộc bị hao tổn thì người vui vẻ nhất chính là yêu tộc, một khi để yêu tộc chiếm thượng phong,
vậy thì họ ăn thịt người còn ác hơn đám vu dân thực cốt kia vô số lần. Tiểu An lại nói tiếp, còn ma tộc thì lại có khái niệm thiện ác hoàn toàn trái ngược. Họ hoàn toàn không biết bản thân đang làm việc ác, sự tồn tại của họ đang khinh nhờn thần Phật. Nếu để họ xâm chiếm thành công thì sẽ làm vặn vẹo quy tắc của thế giới này, làm cho chúng sinh biến thành ma. Nếu nói thế thì nói không chừng chấn ma đồ lục của ta có thể khắc chế được vu vương thực cốt cũng không chừng. Nếu biết trước như thế thì ta đã thí nghiệm trước rồi. Lý Thanh Sơn có chút tiếc nuối nói. Khi hắn san bằng những bộ lạc thực cốt kia đều trực tiếp dùng thần thông nghiền áp, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sử dụng chấn ma đồ lục. Sẽ có khắc chế, nhưng mà chênh lệch đến một đại cảnh giới, chỉ sợ bên kia sẽ chiếm cơ trên. Tiểu An nói. Nói cũng đúng, vạn độc lão tổ cũng coi như là đại ma tu tiêu chuẩn, ma tính mạnh cực kỳ. Lúc trước cũng không cảm giác bị khắc chế bao nhiêu, xét đến cùng thì vẫn phải xem cảnh giới của ai cao hơn, nắm đấm của ai lớn hơn. Chấn ma đồ lục có thể áp chế ma tu và ma tộc có cùng cảnh giới cũng đã rất ghê gớm rồi. Lúc ta ở Thiên Long Thiền Viện từng điều tra tên ma tộc sáng tạo ra chấn ma đồ lục, tuy rằng có rất nhiều tư liệu đều mờ mịt không rõ ràng, còn bị xóa giảm rất nhiều chi tiết. Nhưng dựa theo những gì ta suy đoán thì trong lần ma tai lần trước, nếu không phải hắn ta đột nhiên phản bội, dùng chấn ma đồ lục càn quét quần ma thì Thiên Long Thiền Viện đã bị hủy hoại từ lâu rồi. Ghê gớm dữ vậy sao? Lý Thanh Sơn giật mình hoảng sợ, lại cười nói, nếu nói như thế thì hắn ta cũng coi như là ma gián. Tiểu An cầm viên não hạch trên tay Lý Thanh Sơn, đứng lên nói, cửu tức phục khí trận sắp hoàn thành rồi, chuẩn bị bắt đầu đi. Tới luôn đi. Lý Thanh Sơn xoay người bật dậy, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ, không biết vạn độc lão tổ ở Vu Thành thực cốt như thế nào. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm dâng lên, bầu trời đầy sao. Vu Vương thực cốt nhìn chân trời ở xa xa, đột nhiên nhìn thấy một ngôi sao màu xanh gào thét bay đến, kéo theo vệt sáng cực dài, sắc mặt hơi thay đổi, nắm chặt quyền trượng màu đen. Vu Vương, đã lâu không gặp. Trong nháy mắt, vệt sáng xanh kia đã đi đến vùng trời bên trên Vu Thành thực cốt, biến thành vạn độc lão tổ đứng trên trời quan sát. Vạn độc đạo hữu, người thay đổi khá nhiều rồi đấy, hừng. Có lẽ sau này ta phải gọi người là vạn độc quỷ vương. Đại tu sĩ trong Vũ Châu cũng chỉ có một số ít người như thế, trong thời gian dài dòng như thế này, hầu như đều đã từng gặp mặt nhau. Nhưng bình thường mỗi người đều tự tu hành riêng, không giao tiếp với nhau. Vạn độc lão tổ đột nhiên đến thăm làm cho Vu Vương thực cốt cảm thấy có chút kinh ngạc, sau đó lại nhận ra vạn độc lão tổ đã chuyển sang thành quỷ tu, lại càng thêm kinh ngạc. Rất hiếm khi có đại tu sĩ chủ động từ bỏ thân thể, tính tuổi tác thì hắn ta cũng chưa đến lúc cạn kiệt tuổi thọ. Sao lại làm ra quyết định này chứ? Không lẽ bởi vì hắn dùng độc luyện độc mỗi ngày cho nên làm giảm tuổi thọ sao? Còn về khả năng vạn độc lão tổ bị người khác hủy diệt thân thể, nó chỉ lóe lên trong đầu lão ta trong một thoáng rồi biến mất ngay lập tức. Hừ, cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Người muốn gọi như thế nào thì gọi. Nhưng mà cho dù lão tổ ta có chuyển thành quỷ tu thì cũng không hề thua kém bất cứ ai. Vạn độc lão tổ không hề che giấu tỏa ra khí tức. Trong lúc nhất thời âm phong gào thét, độc hỏa bốc lên, hắt lên bầu trời thành một mảnh xanh thẳm. Khi các ma tu trò chuyện với nhau, phô bày thực lực là một bước vô cùng quan trọng, chỉ khi có được thực lực đủ mạnh thì mới có thể giao lưu bình đẳng với nhau được. Không ngờ sau khi vạn độc lão nhân chuyển sang quỷ tu xong mà thực lực còn có thể mạnh như vậy. Xem ra là đã có được một môn công phu quỷ tu cao minh tuyệt đỉnh cho nên mới hạ quyết tâm làm như thế, không thể khinh thường được. Vu Vương thực cốt âm thầm tính toán, nhấc tay lên nói, người không có việc gì thì sẽ không đến đây. Mời đạo hữu xuống đây gặp mặt. Trước đây ta chưa từng đi vào, không ngờ Vu Thành thực cốt của đạo hữu lại đồ sộ như thế. Tay áo vạn độc lão tổ tung bay, rơi xuống bên cạnh Vu Vương thực cốt. Đầu tiên là liếc mắt nhìn lướt qua đồ đằng cung kỳ, sau đó lại quay đầu nhìn một lượt toàn bộ Vu Thành thực cốt. Vu Vương thực cốt cũng muốn khen ngợi vạn độc giáo của vạn độc lão tổ, lại nhớ đến tin tức lúc trước mà đại Vu Trúc từng nói. Hình như đệ tử vạn độc giáo đã bị Lý Thanh Sơn giết chết không ít,
Nếu lão ta nói thế chỉ sợ sẽ chọc giận Vạn Độc lão tổ. Hắn ta rất hẹp hòi, nổi tiếng với tính cách âm độc, lập tức thay đổi lời nói. Đạo hữu quá khen, chẳng qua cũng chỉ bị buộc bất đắc dĩ. Nếu không phải vì ăn, ai mà muốn đi chăn nuôi nhiều nhân loại như thế chứ? Ta lại càng hâm mộ đạo hữu có thể hấp nạp linh khí trong thiên địa là có thể tu hành, một thân một mình không cần phải lo lắng quá nhiều. Vạn Độc lão tổ lập tức xa sầm sắc mặt, Vu Vương thực cốt nghĩ thầm, không lẽ mình vẫn đắc tội hắn sao? Hay là hắn nghĩ mình đang châm chọc đệ tử môn nhân của hắn đều bị giết, đúng là khó hầu hạ mà, thôi, không lẽ Vương còn sợ ngươi sao? Lão ta lập tức mở miệng hỏi thẳng, đạo hữu từ vạn dặm xa xôi đến đây, không biết có gì chỉ giáo. Ta có một tin tức xấu muốn nói cho ngươi biết. Ồ, tin tức xấu gì thế? Vu Vương thực cốt vô cùng bình tĩnh, hơi cụp mắt nhìn xuống. Đạo hữu đã từng nghe đến cái tên Lý Thanh Sơn chưa? Vạn Độc lão tổ khoanh tay đứng đó, không thèm nhìn Vu Vương thực cốt mà chỉ quan sát thành trì và đồng ruộng ở bên ngoài. Lúc này hoàng hôn đã rơi xuống, trăng non dâng lên, chiếu rọi lên cơ thể hai người, kéo ra hai cái bóng thật dài. Nếu đã nghe nói đến thì sao, chưa nghe nói đến thì lại thế nào? Trong mắt Vu Vương thực cốt chợt lóe lên ánh sáng sắt lạnh, vẫn còn chưa bình ổn lại cơn giận. Vạn Độc lão tổ ngẩng đầu nhìn thoáng qua là lập tức hiểu ngay, xem ra đạo hữu cũng đã biết, vậy cũng không cần lão tổ ta nói nhiều, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có muốn báo thù rửa hận không? Muốn thì sao, mà không muốn thì sao? Cơn giận của Vu Vương thực cốt chỉ hơi thoáng hiện lên rồi biến mất, chỉ mới đảo mắt đã quay trở về dáng vẻ vương giả thâm trầm khó dò. Nếu ngươi muốn thì ta có thể giúp ngươi một tay. Nếu ngươi không muốn, ta cũng không nói nhiều, hiện tại ta lập tức đi ngay. Vạn Độc lão tổ nói, đối với loại người như Vu Vương thực cốt này, nói mấy lời dư thừa hoàn toàn là không có tác dụng gì. Nếu nói quá nhiều ngược lại sẽ làm lão càng tăng lòng nghi ngờ hơn thôi. Vạn Độc đạo hữu tính toán giỏi tật, muốn kéo ta đi báo thù giúp ngươi sao? Nếu như đạo hữu đã biết thì người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta và Lý Thanh Sơn không đội trời chung. Nhất định phải làm hắn nhận hết toàn bộ đau khổ của thế gian, Vạn Độc công tâm mà chết. Vạn Độc lão tổ xa sầm sắc mặt, bên trong giọng nói khàn khàn tràn ngập oán độc. Chỉ là một tên tu sĩ kim đan nhỏ nhoi mà thôi, vậy mà đạo hữu lại không thể ra tay diệt trừ sao? Vu Vương thực cốt khó hiểu nói. Dã Nhân Sơn chính là động thiên phúc địa hiếm có của Nam Cương, pháp trận uy lực cực kỳ mạnh, hắn trốn ở bên trong đó rất nhiều năm rồi. Thôi, nếu ngươi không muốn ra tay thì ta lại quay về Vạn Độc giáo tiếp tục tu luyện, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày sẽ báo được mối thù này. Nhưng chỉ sợ tên Lý Thanh Sơn này sẽ lặng lẽ trốn về Thanh Châu vào Thiên Long Thiền Viện, vậy thì dù là hai người chúng ta cũng không thể làm gì được hắn, chỉ sợ chờ hắn vượt qua lần thiên kiếp thứ ba rồi còn sẽ chạy ngược về kiếm chuyện với chúng ta. Vạn Độc lão tổ nói, dường như không chịu được nữa, cảm thấy quá mất mặt, lập tức muốn phất tay áo rời đi. Đạo hữu xin dừng bước. Vu Vương thực cốt giữ chặt Vạn Độc lão tổ, chân thành nói, ta nhất định phải giết chết con lừa chọc kia, hai chúng ta cùng nhau hợp tác, sao có thể cứ để hắn tiếp tục cản rỡ như thế mãi được. Con lừa chọc, Vạn Độc lão tổ ngẩn ra một lúc mới hiểu lại được, Vu Vương thực cốt còn tưởng rằng Lý Thanh Sơn là đệ tử của Thiên Long Thiền Viện, cho nên cũng là hòa thượng. Hắn cũng không cần thiết đi giải thích chút hiểu lầm nho nhỏ này, trong lòng còn mừng thầm. Cuối cùng cũng coi như lừa được tên lừa ngốc thực cốt này. Hắn thở dài nói, đúng là như thế. Nhưng mà có một số lời ta cần phải nói trước, tất cả mọi thứ trên người tên Lý Thanh Sơn kia đều phải thuộc về ta. Ngươi dựa vào cái gì chứ? Vu Vương thực cốt lập tức buông ống tay áo Vạn Độc lão tổ ra, thầm nghĩ, tên Lý Thanh Sơn và Tiểu An kia là đệ tử thiên tài của Thiên Long Thiền Viện. Có thể đi đến Vũ Châu Nam Cương quậy đục nước như thế này. Không biết trên người hắn có bao nhiêu thứ tốt. Chỉ riêng kia pháp trận mà đến cả tên Vạn Độc lão quái kia cũng không làm gì được kia cũng đã rất có giá trị rồi. Dựa vào những tổn thất mà Vạn Độc giáo của ta phải chịu, Vạn Độc lão tổ nói một cách đương nhiên. Vạn Độc giáo của ngươi tổn thất lớn, không lẽ tộc nhân của ta phải chết oan chết uổng sao? 10 vạn đó, tận 10 vạn người, tất cả đều đã chết.
Vu Vương Thực Cốt tức giận nói, chẳng qua chỉ là một ít tộc nhân ở bên ngoài mà thôi, tòa Vu Thành Thực Cốt này của ngươi lại chẳng tổn thất bất cứ thứ gì. Ta có thể cho ngươi động thiên phúc địa giá nhân sơn kia, nhưng chiến lợi phẩm khác cũng có thể chia cho ngươi hai phần, những kia khác đều phải thuộc về ta. Nếu chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực thì như thế này cũng không phải không được, lão tổ ta hào phóng một lần, nhường cho người trẻ tuổi vậy. Vu Vương Thực Cốt cảm thấy vô cùng kinh ngạc, còn tưởng rằng lão còn phải cò kè mặc cả một lúc lâu, không ngờ Vạn Độc lão tổ lại đồng ý nhanh như thế, không lẽ có bẫy gì sao? Vạn Độc lão tổ lại thay đổi chủ đề, nhưng mà bên trong hai phần này, ta không cần thứ gì khác, chỉ cần quyển huyết thệ thư kia, ngoài ra, mấy người Lý Thanh Sơn cũng thuộc quyền sở hữu của ta. Đạo hữu tham thật đó, cũng không sợ nuốt hết mấy thứ này sẽ mắc nghẹn sao, còn không bằng để ta lấy hai phần này cho. Vu Vương Thực Cốt cười mỉa nói, lại cũng yên lòng, tham lam vô sỉ như thế này mới đúng là Vạn Độc lão tổ. Được, vậy cứ quyết định thế đi. Vạn Độc lão tổ đột nhiên nói, trong mắt hiện lên chút vui vẻ. Trong lòng Vu Vương Thực Cốt trầm xuống, lão quái này gian xảo thật, thì ra là cố ý nói những lời này để dụ ta, muốn họa thủy. Đồng dẫn, bắt mấy tên Lý Thanh Sơn kia lại đúng là có thể báo thù cho sảng khoái đó, nhưng mà cũng trực tiếp kết thù với Thiên Long Thiền Viện, mà hắn lại có thể nhẹ nhàng lấy được toàn bộ chiến lợi phẩm. Nhưng lão cẩn thận ngẫm lại, có được một quyển huyết thể thư, lại cộng thêm 10 đại động chủ làm nô lệ thì cũng không quá thiệt thòi. Còn cái tên lừa chọc Lý Thanh Sơn kia, lão ta vốn định bắt hắn về Vu Thành Thực Cốt từ từ tra tấn, cho nên lập tức đồng ý ngay. Lão ta cũng quên mất không đi suy nghĩ kỹ càng xem. Nếu Vạn Độc lão tổ đã nhốt mấy người Lý Thanh Sơn ở trong giá nhân sơn rồi thì làm sao họ có thể bắt giết Vu dân Thực Cốt trên quy mô lớn như thế được. Tuy rằng Vạn Độc lão tổ đã bị Hổ Yểm Ma Đồng khuất phục, nhưng sự gian xảo quỷ quyệt vẫn chưa bị mất đi. Nếu không phải lúc trước hắn quá tự tin vào thực lực của bản thân, lại còn không cảm nhận được bất cứ báo động gì thì làm sao có thể rơi vào kết cục như thế được. Dù Vu Vương Thực Cốt có nghĩ đến bể đầu cũng không thể nào ngờ được trên đời này còn có thần thông có thể biến một đại tu sĩ thành nô bộc. Được rồi, chúng ta đi thôi, Vạn Độc lão tổ nói. Đại Vu Trúc đang chuẩn bị hiến tế, ngươi chờ một lúc, chờ bói toán xong lại đi, Vu Vương Thực Cốt nói. Hai người chúng ta hợp tác với nhau thì còn cần gì phải bói toán nữa, đạo hữu ở trong thành này quá lâu rồi, chút can đảm nhỏ nhoi này mà cũng không có được sao? Vạn Độc lão tổ cố ý cười nhạo nói, ta có can đảm hay nhát gan thì cũng không thể đánh giá qua việc này, dù sao cũng tốt hơn là phải chờ mấy năm sau mới có thể báo thù. Khác với vẻ tức giận mà lão cố biểu diễn ra lúc cò kè mặc cả, hiện tại Vu Vương Thực Cốt thật sự tức giận. Đúng là việc nghiêm túc đối phó với một tên tu sĩ chỉ vừa mới vượt qua lần thiên kiếp thứ hai như thế này rất không phù hợp với thân phận của lão. Nhịn không được châm chọc ngược lại Vạn Độc lão tổ, không phải người cũng không thể làm gì được Lý Thanh Sơn trong một đoạn thời gian dài hay sao? Được được được, vậy lão tổ ta đây chờ xem ngươi nhảy đại thần vậy. Vạn Độc lão tổ tức giận nói, hắn vốn định nói khích Vu Vương Thực Cốt, nhưng lại nghĩ lão ta cũng đã đồng ý rồi. Không cần thiết phải quá sốt ruột sẽ lại làm lão ta sinh nghi. Nếu bói toán thật sự có tác dụng thì lần trước hắn đã không chịu thiệt lớn đến thế. Trong lúc họ nói chuyện, một cái đài cao 9 tầng đã được dựng lên trên quảng trường trước thần điện, xung quanh bốc lên lửa lớn, lại dâng lên tế phẩm tam sinh. Đại Vu Trúc đưa một đám người trai gái già trẻ lên đài cao. Một ít Vu Trúc bình thường xuất lĩnh vô số Vu dân Thực Cốt bao vây bên dưới đài cao, quỳ rạp xuống đất, mặc niệm cầu nguyện. Chỉ có nhiêu đây người thôi sao? Đạo hữu không sợ đại thần cùng kỳ của các ngươi nổi giận à? Vạn Độc lão tổ nhíu mày nói, là một trong số những người mạnh nhất thế giới này, hắn cũng không quá kính sợ thần minh, chư thiên thần Phật cũng là do con người làm, nếu bàn lại thì cũng chỉ là những người tu hành càng mạnh hơn mà thôi. Nếu bản tôn cùng kỳ ở nơi này, hắn đương nhiên sẽ không dám hó hé tiếng nào. Nhưng nó lại không có đủ sức mạnh để đột phá biên giới. Trực tiếp giáng lâm ở thế giới này, nó nhiều nhất cũng chỉ mượn dùng một ít nghi thức hiến tế để giáng lâm một tia thần niệm mà thôi, không có gì đáng sợ cả.
Điều làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là số lượng người hiến tế lần này trong một số bộ lạc man nhân lớn. Mỗi một lần hiến tế đều từ 100 người trở lên. Hơn nữa người được chọn đều là người nam nhân cường tráng hoặc là xử nữ xinh đẹp. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1374 Thỉnh Thần. Mà đám người trên đài cao kia từ già đến trẻ đều có đủ tỷ lệ của tế phẩm vô cùng bình thường. Không lẽ là tín đồ trung thành, nhưng mà nhìn họ run lẩy bẩy, vẻ mặt sợ hãi thì cũng không có chút tinh thần hiến thân nào. Vu Vương Thực Cốt giống như quên mất chút khó chịu lúc nãy, cười giải thích, đạo hữu đừng có thấy họ bình thường mà lầm. Tế phẩm mà chúng ta muốn hiến tế cũng không phải loại bình thường, đạo hữu cứ tiếp tục xem đi rồi sẽ biết. Đại Vu Trúc đột nhiên kêu to, bắt đầu múa may trên đài cao. Vu Trúc và các vu dân thực cốt ở bên dưới cũng bắt đầu ồn ào theo. Chỉ có những người trên đài cao còn đang mê mang không biết nên đi đâu. Đại Vu Trúc lại kêu to, đột nhiên hát vang, hát một lời trúc không có giai điệu, giống như tiếng quát mắng đầy nghiêm khắc, lại giống như lời nguyền rủa ác độc. Cả đám người giống như nhận được mệnh lệnh gì đó, các nam nhân bắt đầu lột quần áo ra, sau đó nhào về phía nữ nhân ở bên cạnh. Tiếng kêu rên và tiếng khóc thét vang lên. Vạn Độc Lão Tổ khó hiểu, tuy rằng có rất nhiều người dùng dao phối làm nghi thức tế thần, nhưng cùng kỳ cũng không phải là dâm thần, mà là ác thần, làm như thế này có tác dụng gì chứ? Đạo hữu vẫn còn chưa phát hiện ra sao? Họ đều là người nhà có quan hệ huyết thống, con cháu ba đời đều có, trận hiến tế này chúng ta gọi là thập ác đại điển. Phải dâng lên hơn 10 loại cực ác của nhân gian. Hiện tại cũng chỉ mới là nửa đoạn đầu mà thôi. Vạn Độc Lão Tổ lập tức hiểu được, không nhịn được cảm thán, cùng kỳ không hổ là thần thích cái ác. Hắn đã tự cảm thấy bản thân vô tình vô nghĩa, âm độc hiểm ác, hoàn toàn không để ý đến chuyện thiện hay ác, nhưng mà dù làm chuyện gì thì vẫn phải nhìn xem việc này có lợi ích gì hay không. Nếu làm việc tốt mà có lợi ích thì hắn cũng sẽ đi làm việc thiện tích đức, không phải loại thích việc ác nên làm ác. Hành vi này cũng đã gần như tương đương với ma tộc. Trên đài cao, mấy người kia vẫn còn đang tiếp tục giao cấu, nhưng mà lại nhanh chóng biến thành đánh nhau, thậm chí là chém giết lẫn nhau. Đây có lẽ là nửa đoạn sau. Trong chốc lát này, ở khu vực nhỏ bé kia, phô bày ra từng màn thảm kịch nhân gian. Những chuyện cực ác trong nhân gian ẩn chứa bên trong đã không phải chỉ có 10 loại. Đại Vu Trúc giống như đã mất đi ý thức của bản thân. Cơ thể run rẩy kịch liệt, hét ra từng tiếng ngắn ngủi. Lại càng thêm thảm thiết, trên đài cao bắt đầu bốc lên màu nước mủ nước độc, tụ tập ở trên người hắn, xông thẳng lên trời. Vạn Độc Lão Tổ lại vô cùng xem thường, cách thức xem bói lên đồng lạc hậu này đã bị đào thải trong con đường tu hành từ lâu. Đương nhiên mấy tên thần minh ở các thế giới càng cao hơn có thể thấy rõ hơn số mệnh, nhưng dù sao đôi bên cũng ở hai thế giới cách xa nhau. Hơn nữa bản thân thần minh cũng chưa chắc đã am hiểu bói toán, dù có thể đáp ứng đủ các điều kiện đó thì cũng chưa chắc sẽ trả lời tiết lộ thiên cơ sẽ phải trả cái giá cực đắt. Đến cuối cùng bình thường đều sẽ biến thành một trò hề, một số các bộ lạc nhỏ lại hoàn toàn không có năng lực câu thông với một thế giới khác. Vu Trúc sẽ giả vờ như đang thỉnh thượng thần, còn kết quả bói toán sẽ toàn là bịa chuyện bậy bạ. Trên đài cao chỉ còn lại một người. Hắn vừa mới đích thân giết chết mẹ ruột đã sinh ra hắn, cổ của bà bị con trai cắn rách. Máu tuôn ra xối xả, chết đi ngay lập tức, hoàn thành thảm kích cuối cùng của buổi thập ác đại điển này. Cơ thể Đại Vu Trúc đột nhiên cứng đờ ngã xuống đài cao, lại bỗng nhiên bật dậy, cơ thể tỏa ra khí tức thần bí lại khủng bố, quát to với Vu Vương Thực Cốt, không được. Giọng nói kia đã không còn giống như tiếng của Đại Vu Trúc, mà lại tràn ngập lệ khí và ác ý. Tiếng gào to này quanh quẩn bên trong thành. Vu Vương Thực Cốt thay đổi sắc mặt kịch liệt, Vạn Độc Lão Tổ cũng chấn động, không ngờ lại có tác dụng thật, hơn nữa còn trực tiếp ra tiếng cảnh báo. Tuy rằng lên đồng viết chữ là đang thỉnh thần nhập vào ngươi, nhưng cũng chỉ là cho ý thức của Vu Trúc câu thông được với thần minh. Lấy được một loại gợi ý, mà thường thì lời gợi ý này cũng mơ hồ không rõ. Chỉ có kẻ lừa đảo mới có thể trực tiếp giả mạo thần minh lên tiếng nói chuyện,
mà dựa vào tu vi vượt qua thiên kiếp ba lần của Vu Vương Thực Cốt và Vạn Độc Lão Tổ, đương nhiên có thể phân biệt ra được đây có phải là âm mưu hay không. Vu Vương Thực Cốt vội vàng hỏi, đại thần, vì sao lại không được? Nhưng mà khí tức khủng bố kia đã nhanh chóng rút lui giống như thủy triều, thân thể Đại Vu Trúc lắc lư lảo đảo, giống như rối gỗ bị đứt dây, ngã xuống đại cao, biến thành một bãi huyết bùn. Não hạch vỡ tung, sức mạnh cuồng bạo vô hình càn quét ra bốn phương tám hướng, đài cao sụp xuống ngay lập tức, đến cả những Vu dân Thực Cốt ở gần đó cũng bị cuốn vào, chết ngay tại chỗ. Thỉnh thần nhập vào người là phải trả một cái giá đắt, nó cũng lại một lần nữa. Chứng minh lời cảnh cáo lúc nãy là thật hay là giả. Vạn Độc Lão Quái, rốt cuộc ngươi còn giấu ta chuyện gì? Nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng thì đừng hòng sống sót rời khỏi Vu Thành Thực Cốt. Vu Vương Thực Cốt quay đầu lại nhìn về phía Vạn Độc Lão Tổ, toàn bộ gương mặt bắt đầu vặn vẹo xanh lẻ, hốc mắt lún sâu vào trong, răng nanh lồi ra. Đại thần Cung Kỳ bất chấp cái giá phải trả cũng muốn cảnh cáo lão ta, hiển nhiên chuyện này cũng không đơn giản như thế. Đằng sau vang lên tiếng rít gào, loáng thoáng có được ba phần khí thế của tiếng không được lúc nãy, một con Cung Kỳ to lớn hung dữ từ trên đổ đằng bước xuống. Đôi mắt trắng bệch nhuộm dần màu đỏ, tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm vào Vạn Độc Lão Tổ, có thể nhào lên cắn ngã hắn bất cứ lúc nào. Vạn Độc Lão Tổ cũng thầm mắng bản thân xui xẻo nếu chỉ có Đại Vu Trúc nhận được lời gợi ý. Sau đó cảnh cáo thì hắn còn có thể nói khích Vu Vương Thực Cốt, nhưng hiện tại lại là thần minh trực tiếp mở miệng cảnh cáo. Đại Vu Trúc còn chết ngay tại chỗ. Chỉ cần đầu óc của Vu Vương Thực Cốt không có vấn đề gì thì lão ta sẽ không đi đến Giá Nhân Sơn với hắn nữa. Hắn không thèm để ý đến lời uy hiếp của Vu Vương Thực Cốt và Đồ Đằng Cung Kỳ, mặt lạnh tanh nói, trận chiến này sẽ có chút nguy hiểm, nếu không ta cần gì phải kéo ngươi theo chứ? Ngươi muốn kéo ta làm đệm lưng chứ gì? Lông đen trên người Vu Vương Thực Cốt dựng ngược lên, gai nhọn đâm rách trường bào, bao trùm toàn thân, đã không còn hình người. Được Cùng Kỳ nói rõ, lão ta lập tức cảm nhận được nguy cơ sinh tử ẩn chứa bên trong, rất nhiều chỗ khó hiểu cũng lập tức sáng tỏ. Chẳng trách đến tận bây giờ mà Vạn Độc Lão Tổ cũng vẫn chưa thể báo được mối thù lớn đó, chỉ cần hắn ta chịu hạ người, hứa hẹn một vài thứ. Tìm hai ba người giúp đỡ thì không phải sẽ giải quyết được dễ dàng sao, cần gì phải chờ lâu như thế mới chịu chạy đến Vu Thành Thực Cốt mời lão giúp đỡ chứ? Rõ ràng là đang khinh thường hắn không giỏi về khoảng cảm nhận số mệnh, chắc là các đại tu sĩ khác đều cảm nhận được có cái gì không đúng rồi. Nói lại thì cũng đúng, tên Lý Thanh Sơn kia có thể chỉ tu luyện hơn 30 năm là có thể đạt đến cảnh giới như thế này. Lại còn có thể vừa kết tử thủ với Vạn Độc Lão Quái, vừa chạy ra ngoài bắt giết Vu dân Thực Cốt ở khắp nơi, không lẽ hắn ta bị điên sao? Vì sao tên Vạn Độc Lão Quái này lại đột nhiên chuyển sang quỷ tu? Chỉ sợ hắn ta chịu thiệt dưới tay Dã Nhân Sơn còn nhiều hơn trong lời đồn rất nhiều. Con lửa chọc Lý Thanh Sơn kia không thể nào có được loại sức mạnh này. Rốt cuộc thì sau lưng hắn ta còn có quái vật khổng lồ khủng bố nào nữa chứ? Vu Vương Thực Cốt không nghĩ thì thôi, càng nghĩ thì lại càng khai thác vấn đề sâu hơn. Cảm thấy chuyện rắc rối này rất khó lường, lại nghĩ đến mấy trăm bộ lạc Thực Cốt bị xác định vị trí một cách chính xác, không... Khỏi nghĩ đến một loại khả năng, trong Vũ Châu có ai là có được năng lực như thế này, người này không chỉ có thể lấy cỏ cây làm tai mắt. Khả năng bói toán cũng coi như số một số hai ở Vũ Châu, còn có thể làm lẫn lộn cảm ứng của lão. Nhưng mà thường thì người này sẽ không tùy ý hạ sát thủ như thế, không lẽ đã phát hiện ra kế hoạch của lão rồi sao? Nghĩ đến đây, Vu Vương Thực Cốt không khỏi hít hà, nếu kế hoạch của lão bị công bố ra ngoài thì dù là nhân tộc hay yêu tộc, là chính đạo hay ma đạo, chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu người sẽ tha cho lão. Đại Dung Thủ Vương, người cố gắng giữ gìn cân bằng của Vũ Châu, dù lão ta có hiền hòa rộng lượng như thế nào thì chắc chắn cũng sẽ giết chết lão. Bắc Việt Vương thì lại càng sẽ không để mặc sân nhà của mình bị người khác xâm chiếm. Không lẽ 10 vạn Vu dân Thực Cốt kia chỉ là vì muốn dẫn dụ mình ra khỏi Vu Thành Thực Cốt để lão ta tiện ra tay sao? Nếu thật sự chạy đến Dã Nhân Sơn, chỉ sợ đã có 3 năm tên yêu vương canh giữ ở nơi đó. Mình vừa đến là sẽ có 7-8 cái thần thông ập đến,
dù mình có mạnh hơn nữa thì cũng không cản được. Nói không chừng còn có thượng khanh do Bắc Việt Vương phủ phái đến chặn đường lui của mình. Thật sự chỉ có một con đường chết, nhất định không thể đi. Càng nghĩ lại càng sợ hãi, càng nghĩ lại càng cảm thấy đáng sợ. Lão ta lại càng tức giận Vạn Độc lão tổ hơn. Ai biết được hắn ta giữ nhiệm vụ gì trong chuyện này chứ? Vạn Độc lão quái, người khinh người quá đáng, ta ăn thịt ngươi. Vu Vương Thực Cốt giận dữ như muốn phát điên, cùng đồ đằng cùng kỳ nhào lên. Cùng lúc đó, đại trận thủ sơn của Vu Thành Thực Cốt cũng khởi động, phát ra hòa quang vạn trượng, nhuộm đẫm bầu trời đêm thành một vùng đỏ rực như máu, lại phối hợp với linh khí nồng đậm của động thiên phúc địa này, uy lực lại càng thêm đáng sợ, muốn giết chết Vạn Độc lão tổ ngay tại chỗ. Việc này là ngươi tình ta nguyện, ta khinh người chỗ nào chứ? Đạo tu hành toàn dựa vào thực lực để nói chuyện. Nếu ngươi không dám đi báo thù thì ta cũng sẽ không cưỡng ép kéo ngươi đi. Ngươi muốn giữ ta ở lại nơi này? Hừ, ngươi không muốn kia Vu Thành Thực Cốt này nữa đúng không? Áo bào xanh trên người Vạn Độc lão tổ phồng lên, không chút sợ hãi nói. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1375, thiện hay ác. Đây cũng là lý do vì sao một khi các đại tu sĩ vượt qua lần thiên kiếp thứ ba xong đều sẽ đi học bù thuật mệnh lý. Nhất là ở trong giới ma tu, ngươi bị lừa là vì ngươi không giỏi mệnh lý, không tính bằng người ta, chỉ có hai chữ, đáng đời. Vu Vương Thực Cốt cố nén cơn giận, ngừng đồ đằng cùng kỳ lại, lão ta biết Vạn Độc lão tổ nói không sai. Không cần nói đến đôi bên đánh nhau sẽ như thế nào, chỉ nói riêng dư ba khi đánh nhau cũng đã có thể đủ để phá hoại Vu Thành Thực Cốt. Nếu thật sự ép hắn đến bước đường cùng tự bảo nguyên anh, toàn bộ đại trận chắc chắn sẽ bị hủy. Đồ đằng cùng kỳ cũng sẽ bị hủy, chỉ sợ đến lão cũng sẽ bị thương. Đây là cái giá phải trả khi muốn giết chết một đại tu sĩ. Nếu thật sự đi đến bước đường đó, trên đời này chỉ còn lại một mình Vu Vương Thực Cốt lão. Hơn nữa còn không còn có chỗ nào đến trốn, rất có khả năng Vu dân Thực Cốt sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Cho nên lão bình tĩnh lại, ra lệnh cho đồ đằng cùng kỳ quay trở về trên vách tường, cũng dừng lại không khởi động pháp trận, nói với Vạn Độc lão tổ, người cút đi. Vạn Độc lão tổ cũng không nói nhiều, lập tức biến thành một tia sáng xanh bỏ chạy. Hắn cũng rất sợ chết, nếu Vu Vương Thực Cốt không màng mọi thứ thì thật sự có thể giết chết lão ở nơi này. Vu Vương Thực Cốt trầm ngâm, chỉ cần ta trốn ở bên trong tòa Vu Thành Thực Cốt này thì dù là ai đến tấn công cũng đều phải trả cái giá không nhỏ. Nếu thật sự ép mình quá đáng, mình cũng có thể kéo theo một hai người làm đệm lưng. Có tên tu sĩ vượt qua ba lần thiên kiếp nào mà không sợ chết, hiện tại mình vẫn cứ lấy bất biến ứng vạn biến. Hừ, mình nhất định phải báo mối thù này. Lý Thanh Sơn ngồi giữa cửu tức phục khí trận do đầu lâu xương khôi tạo thành, há miệng hút lấy khí tức ẩn chứa bên trong. Đồng thời vận chuyển hai loại công pháp nhân tu, dạo một vòng quanh thần hồn, lệ khí cho hổ ma, ác ý lại cất vào trong ma tâm. Lại vận chuyển chấn ma đồ lục để chấn áp và chuyển hóa, không ngờ lần này chấn ma đồ lục còn tiến bộ lớn hơn cả hổ ma, đây cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Ngay lúc hắn đang cảm thấy vô cùng vui sướng, ở cách xa mấy vạn dặm, thập ác đại điển cũng đã đạt đến cao trào. Chỉ trong giây lát, một ý niệm cực kỳ hung ác trực tiếp giáng lâm xuống trong thức hải của hắn. Âm thanh từng mượn dùng miệng của Đại Vu Trúc để cảnh cáo lại đột nhiên vang lên, tràn ngập kinh ngạc, rốt cuộc thì ngươi là thiện hay là ác? Liên quan gì đến ngươi? Lý Thanh Sơn đang vui vẻ tu hành lại đột nhiên nghe được câu hỏi như thế. Gần như là theo bản năng đáp lại. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không rõ rốt cuộc thanh âm này từ chỗ nào chui ra, chỉ cảm thấy một luồng ý niệm mạnh mẽ hơn xa những gì hắn từng gặp chiếm cứ bên trong thức hải hắn, tỏa ra sức mạnh tinh thần cuồn cuộn mênh mông. Hắn vội vàng vận chuyển linh quy chấn hải quyết để ổn định tinh thần, loáng thoáng cảm thấy nó có chút quen. Những đầu lâu thủy tinh này đều là di vật của các cường giả Vu dân Thực Cốt trong nhiều thế hệ, ẩn chứa ác ý và lệ khí vô cùng dày đặc, là động lực chính để thôi động đồ đằng cùng kỳ. Gần trăm ngàn năm qua,
Tất cả chúng nó đều bị chôn ở đằng sau vách tường đồ đằng, chịu các vu dân thực cốt khác cúng bái, vừa là cúng bái thần minh, cũng vừa là cúng bái tổ tiên, giữa hai thứ đó vốn có mối liên hệ vô cùng huyền diệu, mà Lý Thanh Sơn lại đột ngột gom đầu lâu thủy tinh của mấy trăm bộ lạc thực cốt vào chung một chỗ, sắp xếp thành một trận pháp. Tuy rằng không hề có nghi thức câu thông với cùng kỳ nào, nhưng lại cũng chói mắt giống như một vì sao giữa trời đêm. Nếu như ở ngày thường thì cũng thôi, đôi bên ngăn cách ở hai thế giới, còn có một tu la chàng tự thành một biên giới riêng. Cho dù ngôi sao này có sáng đến mức nào thì cùng kỳ cũng không thể nhìn thấy được, nhưng trùng hợp bộ lạc thực cốt lại đang cử hành thập ác đại điển, hấp dẫn ý niệm của cùng kỳ từ một thế giới khác đến, mà đối tượng xem bói lại chính là dã nhân Sơn. Kết quả chính là cùng kỳ lập tức chú ý đến nơi này, sau đó phát hiện ra một chuyện làm hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cũng tương tự như thần thú giải trí có thể phân biệt được đúng sai thật giả, cùng kỳ cũng có được năng lực phân biệt thiện ác. Mục đích chính là để trừng thiện dương ác, ăn thịt người tốt, cho người ác lợi ích. Bên trong ý chí của Lý Thanh Sơn, ma lực của Ngưu Ma và Hổ Ma vô cùng mạnh, đến cả cùng kỳ cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Mà chữ cùng trong cùng kỳ vốn có ý chính là cứng đầu hồ đồ, mà Ngưu Ma lại càng cứng đầu đến chư thiên thần Phật đều khó có thể sửa đổi được. Hổ Ma lại điên cuồng muốn giết chóc, hủy diệt hết tất cả mọi thứ. Đây đã hơn xa những việc ác bình thường, vứt bỏ hết tất cả trói buộc về đạo đức, là một loại đại ác chỉ dựa vào sở thích cá nhân. Chấp ma bất hối, thập ác đại điển gì gì đó cũng chỉ giống như trò chơi của con nít. Đạo đức luân lý của con người vốn là gần như vô căn cứ, từ bộ lạc nguyên thủy nhất đến hoàng tộc cao quý nhất, việc các họ hàng gần chém giết lẫn nhau đều là chuyện vô cùng bình thường. Đối với loại đầu tiên là vì sinh tồn nên bất đắc dĩ phải làm, ngược lại khiến cho người khác trách mắng. Còn đối với loại người sau thì lại là vì quyền lực, cái này lại được rất nhiều nho giả đồng ý. Thậm chí có người còn gia nhập vào một phe nào đó, giúp đỡ bọn họ giết hại lẫn nhau, cuối cùng tôn thờ người thắng thành minh quân thánh chủ. Chuyện đạo đức của hôm nay, ở 1500 năm sau có khả năng sẽ biến thành chuyện không đạo đức. Ở chỗ này đó là chuyện có đạo đức, đổi thành nơi khác sẽ biến thành không đạo đức. Dùng đại điển để phá hư loại vô căn cứ này chẳng qua cũng chỉ là dùng vô căn cứ để phủ định vô căn cứ. Dùng hình thức để đối kháng hình thức chỉ có thể coi như là một chút trò vui không có bổ ích cũng không có tác hại gì. Vu Vương thực cốt còn vô cùng đắc ý vì nó, cùng kỳ lại cực kỳ xem thường, nhưng lúc này lại không thể không khen ngợi Lý Thanh Sơn. Loại ác này mới coi như là thoát khỏi quan niệm đạo đức biến đổi thất thường của con người. Tất cả sinh linh đều có được cái ác căn nguyên, có lá gan can đảm không sợ hãi bất cứ thứ gì, giống như sức sống mãnh liệt của ngọn lửa đang cháy trên thảo nguyên, cho dù có bị ngăn cản thì vẫn kiên trì theo đuổi sự tự do, bùng nổ ra lửa giận như muốn hủy diệt hết thảy. Điều này làm cùng kỳ cảm thấy vô cùng sung sướng, vui mừng thân thiết, không ngờ lại có thể gặp được một người như thế này trong thế giới này. Nếu như chỉ đến đây mà thôi, cùng kỳ sẽ lập tức noi theo tinh thần trừng thiên dương ác, cho Lý Thanh Sơn một ít chỗ tốt, thậm chí chuẩn bị để hắn làm người đại diện nó thay cho bộ lạc thực cốt. Nhưng mà ngay sau đó, cùng kỳ lập tức cảm nhận được một mặt khác mà nó vô cùng chán ghét thần tính của Linh Quy và Phượng Hoàng. Linh Quy am hiểu giải trừ, trốn tránh tai họa, theo đuổi đạo trường sinh, cung cấp một chút lý tính cho sự kiên trì của Ngưu Ma. Hổ Ma cũng không đến mức cuồng loạn, muốn làm gì thì làm. Phượng Hoàng lại càng là thần điểu tượng trưng cho thiên hạ thái bình, tâm tính thánh khiết tự cao mà nó luôn tự hào chính là một loại trói buộc vô hình. Hai chúng nó còn là thiện căn nguyên, xuất phát từ bản tâm của tất cả sinh linh, từ hoang dã phát triển đến văn minh, trông thì có vẻ yếu ớt biến ảo, gần như không có căn cứ. Nhưng cho dù có bị hạ thấp chế giễu bao nhiêu lần thì từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ bị ma diệt, trải qua kiếp hỏa mà niết bàn trùng sinh, lại càng thêm huy hoàng. Nhưng mà hai loại ý niệm này còn khó có thể hòa làm một hơn cả nước với lửa, sao hắn lại có thể có được cả hai chứ? Kết quả là, cùng kỳ am hiểu phân biệt thiện ác cũng không khỏi đặt câu hỏi, rốt cuộc thì ngươi là thiện hay là ác? Mà câu trả lời liên quan gì đến ngươi của Lý Thanh Sơn cũng không hoàn toàn làm cùng kỳ tức giận,
ngược lại cảm thấy rất đương nhiên. Có được loại tâm tính này mà không có tính cách như thế mới là không bình thường, cười khặc khặc nói, thật to gan, quá khứ không liên quan gì đến ta, hiện tại lại liên quan đến ta. Tiểu tử ngươi mau nhanh chóng bỏ thiện dương ác, bản thần có một chuyện đại phú quý đưa cho ngươi. Bỏ thiện dương ác, ngươi là cùng kỳ. Ha, bản tôn của ngươi không ở thế giới này, định cho ta đại phú quý bằng cách nào? Lý Thanh Sơn tin tưởng vào suy đoán của bản thân, tuy không rõ vì sao bản thân lại triệu hồi được cùng kỳ đến, nhưng cũng không hề hoảng loạn, dựa vào cách cùng kỳ xâm lấn thức hải của hắn thì nó không hề ở thế giới này. Ngay từ lúc quyết định dùng vu dân thực cốt để tế luyện tu la chàng thì hắn cũng đã làm một ít điều tra, để tránh cho đụng chúng kẻ địch mạnh. Ở thời thượng cổ, Cửu Châu từng có rất nhiều thần thú dị thú, nhưng đến hiện tại, chúng nó một là đã phi thăng, hai là đã chết hết. Cùng kỳ là tổ thần mà bộ lạc thực cốt thờ phụng, đã không còn ở trên thế giới này từ lâu. Hơn nữa bản tôn không có khả năng lại quay về, trói buộc của thiên địa pháp tắc không phải dễ dàng bị đột phá như thế, chỉ dựa vào một cố ý niệm, mối uy hiếp cũng rất có hạn. Ta nói có thể cho ngươi thì sẽ có thể cho ngươi, chỉ dựa vào tu vi của ngươi, giúp ngươi tăng cao thêm một đại cảnh giới cũng chẳng khó gì. Chỉ cần ngươi buông thiện niệm, đương nhiên, ta biết những tạp niệm này đã ăn sâu bén rễ, không thể buông một cách dễ dàng như thế. Ngươi thả lỏng tinh thần, để ta giúp ngươi. Cùng kỳ vốn còn tưởng rằng Lý Thanh Sơn ít nhất còn sẽ do dự một chút, đột phá thiên kiếp lần thứ ba, chân chính xưng vương. Lời dụ dỗ này thật sự quá hấp dẫn, là giới hạn không thể nào vượt qua được của rất nhiều người tu hành. Nhưng mà Lý Thanh Sơn chỉ cười khẩy, không chút khách sáo từ chối, một đại cảnh giới, lời dụ dỗ hấp dẫn thật đó nha. Ngài từ nơi nào đến thì cút về đó đi. Rất lâu trước kia, còn từng có người đưa cho hắn lời dụ dỗ càng thêm hấp dẫn hơn cái này nhiều. Ngưu Ca từng nói có thể cho hắn sức mạnh có thể quét ngang thế giới này. Lúc đó hắn còn không biết thiên kiếp là cái quái gì đâu. Quét ngang thế giới này là một khái niệm như thế nào chứ? Chắc chắn không chỉ đơn giản là vượt qua lần thiên kiếp thứ ba. Ngưu Ca luôn nói thật, nói quét ngang thế giới này thì thật sự sẽ quét ngang thế giới này, không có chút nói quá nào. Trực tiếp xông đến Long Châu làm thịt tên Tự Khánh kia cũng không có vấn đề gì. Nếu ai dám nói một chữ không thì trực tiếp đấm nát thành cám. Đây mới gọi là quét ngang. So ra thì cùng kỳ chỉ có thể giúp hắn để cao thêm một tầng đại cảnh giới. Đúng là yếu nhất, còn muốn hắn phải vặn vẹo ý chí. Từ bỏ Linh Quy biến và Phượng Hoàng biến có tiềm lực vô hạn. Chỉ có đồ ngu mới đồng ý. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nhóc con. Cái này không phải do ngươi quyết định. Lệ khí và ác ý ẩn chứa bên trong 1000 đầu lâu thủy tinh ở xung quanh điên cuồng tràn vào bên trong thức hải của Lý Thanh Sơn. Ngưng kết tạo thành cơ thể của cùng kỳ, nó phát ra tiếng rít gào đầy cuồng loạn. Tiếng gầm gừ cuồn cuộn như thủy triều, khuấy động toàn bộ thức hải, ẩn chứa tội ác và sự điên cuồng không gì sánh kịp. Lý Thanh Sơn không hề bị lay động. Sau khi trải qua sự mài giũa của ác mộng huyễn hải thì tâm trí hắn ngày càng vững vàng. Linh quy chấn áp thức hải, hổ ma nuốt chửng lệ khí, còn ma tâm thì chuyển hóa ác niệm. Tuy ý niệm được tập hợp từ hơn 1000 viên thạch anh khô lâu rất kinh người, nhưng suy cho cùng ý niệm cũng chỉ là ý niệm, mà không phải là sức mạnh chân thực, cũng không giống như nguyên anh có thể tự bạo, chỉ cần ý chí không bị phá vỡ thì mặc cho gió đông tây nam bắc thổi. Quả nhiên vô cùng ngoan cố, vậy thì mời ngươi xem vài thứ tốt. Cùng kỳ cười quái dị một tiếng, trong giây lát, vô số hình ảnh và âm thanh như muốn nổ tung trong đầu Lý Thanh Sơn. Thể hiện ra mặt điên cuồng nhất, tà ác nhất, hắc ám nhất của thế gian, tỏa ra sự tuyệt vọng thâm trầm nhất. Sắc mặt Lý Thanh Sơn thay đổi, lộ ra hứng thú dạt dào mà thưởng thức hắc ám này, quả nhiên là thứ tốt. Người bình thường sao thấy được những cảnh đặc sắc này, nếu các hạ không ngại thì phô bày nhiều hơn nữa đi. Những thứ này không phải ảo giác, tất cả đều thật sự đã xảy ra. Cùng kỳ không nhịn được mà nhắc nhở, ta tin tưởng ngươi, hiện thực càng khốc liệt hơn tưởng tượng. Lý Thanh Sơn bình tĩnh nói, ngươi không thất vọng. Cùng kỳ đã dùng chiêu này với rất nhiều người, cuối cùng họ đều nảy sinh cảm giác ảo tưởng tan vỡ, bỏ chính theo tà.
vốn không hy vọng thì có gì mà thất vọng. Người dũng cảm chân chính thì phải có can đảm nhìn thẳng vào nhân sinh u ám, có can đảm nhìn thẳng vào máu tươi tràn trề. Lý Thanh Sơn cười một hơi dài. Lúc này, quang mang trong suốt mà Linh Quy tỏa ra đã áp chế hoàn toàn Cùng Kỳ. Cho dù chỉ là một ý niệm thì cũng không thể coi nhẹ pháp tắc thiên địa, trú ngụ lâu dài ở thế giới này. Rốt cuộc Cùng Kỳ cũng thấy rõ, bản thân Lý Thanh Sơn không quá để ý đến thiện ác này nọ. Hơn nữa lòng hiếu kỳ cũng rất nặng, tính nết kiểu này thật sự rất hợp khẩu vị của hắn. Thế nhân đều coi hắn là vị thần cực ác, nhưng căn nguyên ma niệm của hắn thật ra là lòng hiếu kỳ phá vỡ quy tắc ràng buộc. Người thật sự không muốn trở nên mạnh mẽ. Dĩ nhiên là muốn rồi, chỉ là không cần các hạ giúp đỡ. Các hạ nên làm gì thì cứ làm cái đó thôi. Lý Thanh Sơn nói, ngươi đang ép ta. Giọng nói của Cùng Kỳ đã không còn vang dội bằng lúc mới đến. Ý niệm đang chịu sự bài xích đến từ phía thế giới này. Nếu tiếp tục kiên trì thì không chỉ đơn giản là bài xích nữa. Lý Thanh Sơn cũng cảm nhận được điểm này, không phản đối. Ta ép người thì sao? Ngươi còn ăn được ta chắc. Nhưng lời còn chưa dứt thì cảm giác nguy hiểm đã chôn vùi hắn. Ha ha! Ngàn năm khó gặp một kẻ như ngươi, sao ta lại ăn ngươi chứ? Vừa hay ngược lại ta còn muốn tặng ngươi một món lễ lớn, độ ngươi thành ma. Một tia ý niệm kia của Cùng Kỳ bỗng bành trướng kịch liệt, không để ý đến sự áp bách của pháp tắc thiên địa, xuyên qua sự cách trở của tầng tầng giới vực, nhảy vào thức hải thân hồn của Lý Thanh Sơn. Tuy rằng chỉ là ý niệm nhưng lại ẩn chứa ma tính vừa thuần túy mà lại thâm thúy, hơn 1.000 viên thạch anh khô lâu gộp lại cũng không thể sánh được. Trong nháy mắt, quang mang trong suốt do Linh Quy tỏa ra trực tiếp sụp đổ, sự cân bằng vi diệu nguyên bản giữa ma tính và thần tính bị phá vỡ triệt để. Ngươi, chuyện này, đồ vô lại, chuyện này, có lợi gì đối với ngươi? Lý Thanh Sơn vừa cật lực khống chế ý thức vừa quát mắng, không ngờ Cùng Kỳ sẽ làm loại chuyện vừa hại người mà cũng không có lợi cho mình thế này. Ta ghét nhất là suy nghĩ như này, chẳng lẽ làm chuyện gì cũng đều phải tính rõ lợi và hại? Được và mất sao? Trường sinh bất lão thì lại làm sao? Yên yên ổn ổn thì lại làm sao? Sao lại không thoải mái làm bất cứ điều gì mình muốn? Cho dù có chết thì cũng không uổng công sống một đời này. Sao nào? Để ta xem ngươi còn khống chế kiểu gì, tiểu bằng hữu. Tự lo lấy đi, ta cảm thấy chúng ta vẫn có thể gặp lại. Mặc dù giọng nói của Cùng Kỳ rất hưng phấn nhưng đã lộ rõ vẻ suy yếu. Nói xong lời này thì vội vã thu hồi ý niệm để tránh bị phản phệ nghiêm trọng hơn. Nói thì dài nhưng giao lưu thần niệm thật ra chỉ trong chốc lát thôi. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1376 Mất Lý Trí. Trong Tu La Tràng, Tiểu An đang ở bên cạnh hộ pháp cho Lý Thanh Sơn, cửu tức phục khí trận bỗng vận chuyển với tốc độ gấp 10 gấp trăm lần. Khí tức vốn phun ra chậm rãi lại điên cuồng dâng tới Lý Thanh Sơn, lập tức hoàn thành chuyện vốn cần nửa tháng mới xong. Tiểu An vung tay áo thu hồi thạch anh khô lâu đã trở nên ảm đạm, nhíu mày nhìn Lý Thanh Sơn. Lo lắng tâm tính của hắn sẽ bị ảnh hưởng, càng cảm thấy chuyện hơi bất thường, thử gọi vài tiếng mà cũng không thấy hắn đáp lại. Chẳng bao lâu sau, toàn thân Lý Thanh Sơn bắt đầu rung rung, thân thể nhanh chóng biến lớn, bày ra dáng vẻ yêu ma. Trong chốc lát đã sừng sững như núi cao, hai mắt vẫn đóng chặt, vẻ mặt nhăn nhó tựa như đang kìm nén cái gì đó, lệ khí tỏa ra càng ngày càng nặng. Bỗng Lý Thanh Sơn mở bừng mắt, bắn ra hai đạo xích quang, sau đó hắn cúi đầu quan sát Tiểu An rồi nặn ra hai chữ từ trong kẽ răng, ra ngoài. Lời còn chưa dứt thì một tiếng nổ âm vang lên, nắm đấm thép đã nện thẳng lên chỗ Tiểu An đứng. Đất đá văng tung tóe, mặt đất nứt toạc, nổ ra một cái hố trời. Lý Thanh Sơn thu hồi nắm đấm, chỉ thấy trong hố trời rỗng tuếch, thế là hắn dựa vào một tia ý chí lực cuối cùng mà dịch chuyển tức thời Tiểu An ra ngoài. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã hoàn toàn chìm trong cuồng loạn. Thân hình càng ngày càng cao to khỏe mạnh. Đôi cánh phượng hoàng ở sau lưng đã biến mất. Sừng trâu càng ngày càng sắc bén như lưỡi câu, mái tóc đỏ như lửa càng ngày càng rừng rực. Vó trâu bước lên trước một bước,
mặt đất chấn động, hắn phát ra tiếng gào thét, cuồng phong cùng rít gào. Lý Thanh Sơn giang hai tay ra, sát khí xông thẳng lên trời, vòng xoáy đỏ ngòm vốn đạt tới giới hạn lại xoay tròn lần nữa. Một Atula xoáy cực kỳ cường tráng từ trên trời giáng xuống, cuối cùng binh khí trong tay không còn là Lang Nha Bổng nữa, nhưng cũng như dự đoán của Ân Tinh, đó là một chiếc song nhận Khai Sơn Phủ. Kẻ kia thầm nói xui xẻo, đang chuẩn bị chiến một trận thì có một loại khí tức cực kỳ quen thuộc lập tức ập tới, Tu La Vương. Nhưng còn chưa chờ hắn nhìn rõ mảnh Tu La chàng này thì một bóng ma đã gào thét mà đến, bao phủ lên hắn. Lý Thanh Sơn bắt được Atula xoái, ra sức bóp một cái khiến máu tươi bắn tung tóe, liên lụy đến Tu La thần binh cứng rắn không thể phá vỡ cũng thành một đống sắt vụn, còn hắn thì tiện tay ném vào trong miệng, nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống. Ân Tinh đứng ở trên núi tuyết lớn, nhìn cảnh này từ xa xa mà trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đầu Lý Thanh Sơn xoay một cái, đôi xích mâu nhìn chăm chăm về phía này, một cảm giác khủng bố tột độ chấn động tâm thần Ân Tinh, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Hổ ma yểm đồng, nhìn chung thì Ân Tinh cũng coi như thân kinh bách chiến, tâm tính kiên nghị, chẳng mấy chốc đã tỉnh lại từ trong khiếp sợ. Nhưng Lý Thanh Sơn như núi cao đã tới trước mặt, nắm đấm như đỉnh ngọn núi trực tiếp đánh thẳng tới. Ầm, núi tuyết trực tiếp bị vót bớt một đoạn, nứt toạc trên không trung, bay tung tóe thành tuyết lớn đầy trời. Suýt nữa bị giết chết rồi, có chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Vào giây phút sống còn thì Ân Tinh đã trốn ra khỏi Tu La chàng, sợ hãi không thôi mà hỏi Tiểu An với vẻ mặt nghiêm nghị ở bên cạnh. Tiểu An không nói gì, tập trung quan sát Lý Thanh Sơn dùng nắm đấm đánh lung tung lên núi tuyết ở trong Tu La chàng, rồi bỗng hít sâu một hơi, đôi môi phun ra tiếng rồng ngâm mênh mông bao la. Tiếng rồng ngâm truyền vào trong Tu La chàng, đã có sức mạnh công kích thần hồn thì tất nhiên cũng có thể bình ổn tâm thần. Lý Thanh Sơn mắt điếc tai ngơ, gào thét cuồng liệt, giết, giết, giết. Vừa như là chó cùng dứt dậu, lại như giải thoát khỏi tất cả trói buộc. Cảm giác vui vẻ tột độ trước này chưa từng có, để tâm nảy thành ma. Dường như thiện ý ẩn chứa trong thiên long thiện sướng khiến Lý Thanh Sơn cảm thấy cực không vui, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi rồi ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng. Gào, tiếng hổ gầm chấn động đất trời, nhưng tiếng rồng ngâm mỏng manh mênh mông kia vẫn không dừng lại dù cho bị tiếng hổ gầm lấn át. Đây là giọng của Tiểu An. Dù trong thức hải toàn là cuồng bạo nhưng linh đài nơi sâu trong Lý Thanh Sơn vẫn giữ được một chút tỉnh táo. Tuy linh quy không thể chấn áp ma tính của ngưu ma và hổ ma nhưng cũng ẩn náu thật sâu, giữ gìn một mảnh tâm hồ yên tĩnh. Lại thêm một Atula soái giáng lâm, bị đánh một quyền thành mảnh vụn, mặc cho sức sống có mạnh hơn nữa thì cũng không thể khôi phục lại được. Chẳng mấy chốc đã hao hết yêu khí, nhưng đại địa thần lực lại hỗ trợ hắn, cho phép hắn tiếp tục chiến đấu với kẻ địch ngoan cố và vô hình, cùng với toàn bộ trời đất. Không được, không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải duy trì tâm thần cân bằng, nếu không thì thật sự sẽ mất đi chính mình. Vừa nãy, thậm chí ta còn muốn tấn công cả Tiểu An, như này thật sự không phải điên bình thường. Nhưng ma tính bùng nổ lại như lửa cháy lan ra đồng, không thể ngăn chặn được, ác niệm không ngừng sinh trưởng cuồn cuộn, sinh sôi gấp trăm gấp ngàn lần. Ầm 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 ầm. Lý Thanh Sơn quỳ rạp xuống đất, điên cuồng đấm lên mặt đất, làm cho bán kinh trăm dặm trong Tu La chàng cũng rung chuyển theo, hình như cũng không thể tiếp nhận sự cuồng bạo của hắn nữa. Dựa vào một tia tỉnh táo cuối cùng, từng vị tượng chấn ma hiện lên. Trong đầu hắn, mạnh mẽ thi triển chấn ma đổ lục. Chấn ma. Lý Thanh Sơn rít lên một tiếng. Ào ào ào, từng xiềng xích chấn ma tựa như cầu long phá không mà đến, quấn chặt thân thể như núi cao của Lý Thanh Sơn, gần như thít chặt vào trong lớp da châu tựa sắt đen. Chấn ma. Một chấn ma tháp vô cùng to lớn từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm ầm vang lên, chấn áp Lý Thanh Sơn ở bên dưới tháp. Mặt đất đang rung chuyển kịch liệt chợt yên tĩnh chỉ trong nháy mắt, chỗ chấn ma tháp hạ xuống gần như biến thành một cái chậu, mặt đất ở xung quanh đều rạn nứt. Trong chấn ma tháp, đôi mắt đỏ của Lý Thanh Sơn đã có thêm chút tỉnh táo. Nhưng chiếc miệng lớn đầy răng nanh đan xen lại phát ra tiếng rít gào không khuất phục, thân thể không kiềm chế được mà giãy giụa,
muốn thích làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm, muốn được tự do tuyệt đối. Gào, tiếng gầm giận dữ, xiềng xích chấn ma giống như cầu long suýt chút nữa bị kéo đứt. Ngay sau đó thì những chiếc xiềng xích chấn ma khác lần lượt đứt hết. Hiển nhiên chấn áp thô bạo đơn giản là vô dụng, ngăn chặn chẳng bằng khai thông. Ma tâm vô hối. Lý Thanh Sơn hơi suy ngẫm, ma tâm tỏa ra hào quang óng ánh, dẫn dắt ma tính cuồn cuộn vào trong đó, tia sáng càng ngày càng lóng lánh. Chấn ma đổ lục tăng lên với tốc độ kinh người, thông hiểu từng vị tượng chấn ma. Một tiếng răng rắc vang lên, trên ma tâm đã xuất hiện một vết nứt nhỏ bé. Cũng may vị tượng chấn ma thứ nhất của ta tu ma tâm vô hối, mà không phải ma tâm sơ hối. Thuận theo ma tính của bản thân, nếu cứ chấn áp mãi thì chẳng bằng để ma tâm vỡ nát như hiện tại. Lý Thanh Sơn cảm thấy vui mừng, nhưng vẫn không dám buông lỏng, dốc toàn lực thi triển chấn ma đổ lục nhưng vẫn không ngăn được vết nứt kịch liệt lan tràn. Một tiếng oành vang lên, ma tâm nát tàn, trên ngực Lý Thanh Sơn trực tiếp nổ ra một cái lỗ thủng to, máu thịt trong đó đều hóa thành bột mịn, chỉ còn dư lại xương cốt lóe lên ánh kim loại. Nếu không phải thân thể thần ma cường hãn này thì hiện tại Lý Thanh Sơn đã chết rồi. Hắn cắn chặt răng, trở lại. Ma khí tụ lại lần nữa ở chỗ trống trong ngực, xoay tròn gào thét rồi ngưng tụ ma tâm lần nữa, càng thuần túy hơn ma tâm ban đầu. Đánh tan triệt để vết tích của Thương Hải Châu, hóa thành một viên ma tâm chân chính, nhưng mà vết rạn nứt lại bắt đầu lan tràn lần nữa. Ma tâm nát tan, trở lại, nát tan, ngưng tụ, nát tan, rồi lại ngưng tụ. Lặp lại không biết bao nhiêu lần, chỗ trống trên ngực Lý Thanh Sơn không ngừng mở rộng, ngay cả ánh kim loại trên xương cốt cũng trở nên ảm đạm, thậm chí còn bắt đầu sản sinh ra vết nứt. Mà cùng lúc đó thì Lý Thanh Sơn cũng kéo đứt toàn bộ xiềng xích chấn ma, bừng bừng tiến lên đánh một quyền vào chấn ma tháp. Chấn ma tháp rung chuyển kịch liệt, gắng gượng chống cự không ngã xuống. Khi Lý Thanh Sơn không ngừng rèn luyện ngưng tụ ma tâm thì chấn ma đổ lục cũng bị hắn thôi diễn đến cảnh giới cao. Hơn, uy lực của chấn ma tháp cũng mạnh hơn. Nhưng mà quyền thứ hai thuận theo mà tới, rồi quyền thứ ba, quyền thứ tư. Chống đỡ mãi đến quyền thứ 8 thì chấn ma tháp ầm ầm sụp đổ. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì kia gọi là khắc chế chẳng qua chỉ là trò cười. Nhưng Lý Thanh Sơn lại âm thầm lo lắng. Tuy hắn đã giải tỏa được một chút ma tính cuồng bạo thông qua chấn ma đồ lục, nhưng mà lại mặc cho ma tâm vỡ nát, e rằng bộ xương hổ này sẽ không gắng gượng nổi mất. Xương hổ cứng rắn không thể phá vỡ cũng có giới hạn. Tuy bề ngoài còn duy trì hoàn chỉnh nhưng hiển nhiên vết nứt đã lan đến xương sống lưng, nhờ hắn khống chế cật lực thì mới không bất chợt vỡ nát. Một khi xương hổ vỡ vụn thì cũng không thể ngưng tụ lại được, chỉ còn dư lại một con đường, đó là Phượng Hoàng Niết Bàn. Nhưng mà cho dù có Niết Bàn sống lại thì ma tính vẫn tích trữ trong tâm thần, cũng sẽ không biến mất theo thân thể. Ngược lại còn càng ngày càng ăn sâu bén rễ. Thậm chí khi sống lại sẽ hoàn toàn hòa vào trong ý niệm của hắn. Lúc này, không chỉ xương hổ đạt đến cực hạn mà ngay cả linh quy cũng không thể ẩn náu nữa, chỉ có thể ngăn chặn từng đợt ma tính tập kịch nhờ vào mai rùa. Một khi linh quy thất bại thì cuộc giao chiến giữa thần ma ở trong lòng hắn sẽ phân rõ thắng bại, ma tính chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuy Lý Thanh Sơn sẽ không chết, hơn nữa rất có thể hổ ma sẽ đột phá tầng thứ 5. Nhưng e rằng yêu đan ẩn chứa linh quy và phượng hoàng lực sẽ bị loại bỏ. Chấn ma đổ lục càng không cần đến, chắc chắn ngưng tụ một viên yên đan nữa dựa vào ma tâm. Tuy rất khó để nói xem thực lực sẽ tăng cao hay hạ thấp nhưng chắc chắn con đường tu hành sau này sẽ dễ đi hơn hiện tại nhiều. Bản thân sự cực đoan chính là một loại sức mạnh. Nhưng đây cũng không phải con đường mà ta muốn đi. Tuy cực đoan có thể đạt được lợi ích nhất thời, nhưng xét về lâu dài thì sẽ chấm dứt con đường lên 9 tầng trời của ta. Đây là chuyện ta không thể chấp nhận, tên khốn cùng kỳ kia chẳng hiểu gì hết. Các bạn đang nghe chuyện Đại Thánh Chuyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1377, trở nên mạnh mẽ. Mắt thấy kế hoạch của Cung Kỳ sắp thành công rồi,
Khi sắp thua thì cuối cùng lớp phòng ngự hoàn mỹ của Linh Quy cũng xuất hiện một xíu kẽ hở, mà tính ăn mòn chút tỉnh táo cuối cùng của Lý Thanh Sơn. Đúng vào lúc này, một tiếng hót hoa lệ chợt vang vọng trong thức hải. Vào lúc Linh Quy cũng không bó tay thì Phượng Hoàng bỗng vung đôi cánh như lửa, bay vút lên. Lý Thanh Sơn mới tu Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh đến tầng thứ hai mà thôi, hơn nữa vẫn chưa lĩnh ngộ được thiên phú thần thông thứ hai, thuộc về loại thần thông yếu nhất trong bốn loại thần thông mà hắn hiện đang tu luyện. Vì thế Lý Thanh Sơn vẫn chưa nghĩ tới việc dùng nó, giờ phút này chỉ là phản kháng theo bản năng, không tự mình ngầm chịu đựng. Như Linh Quy, tấm lòng Phượng Hoàng cao thượng nhưng không chịu đựng được sự nhục nhã như vậy. Nhưng mà Phượng Hoàng thực sự quá yếu, dưới sự thúc ép của Ngưu Ma và Hổ Ma mà còn như ngọn nến trước gió. Dường như có thể tắt bất cứ lúc nào, thế nhưng Phượng Hoàng chi hỏa lại không ngừng xua tan sự u ám vô cùng vô tận, cất giọng ca vang. Phượng Hoàng Niết Bàn Tâm Bất Tử, hóa ra ta cũng có đôi chút gọi là tấm lòng cao thượng. Lý Thanh Sơn như ngộ ra, lại thi thầm, thiên hạ đều biết đẹp đẹp, thế là đã xấu, đều biết tốt là tốt, thế là không tốt. Thiện ác tương sinh, đẹp xấu tương hỗ, hôm nay rơi vào hoàn cảnh tệ hại, ngược lại soi sáng ra cái đẹp và cái tốt trong lòng ta, thật sự là kỳ diệu. Lý Thanh Sơn mỉm cười khẽ, bỗng nhiên đôi cánh Phượng Hoàng biến mất không còn tăm hơi lại xuất hiện ở sau lưng hắn lần nữa, huy hoàng và mỹ lệ như vậy. Nhưng sự lĩnh ngộ này cũng không thể giúp hắn thoát khỏi tình hình nguy cấp hiện tại. Mặc dù có tầng lĩnh ngộ sâu hơn đối với Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, nhưng chung quy cũng chỉ là tầng cảnh giới thứ hai. Thần tính có sẵn vẫn kém xa Linh Quy, sao có thể chống lại Ngưu Ma và Hổ Ma được cùng kỳ trợ uy chứ? Phượng Hoàng bay lượn trong đầu, hỏa diễm vừa mới sáng ngời một xíu lập tức bị áp chế xuống, mắt thấy sắp tắt lụi. Đôi cánh ở phía sau Phượng Hoàng cũng phấp phới thưa thớt, chỉ là huy hoàng trong chớp mắt. Một tiếng răng rắc vang lên, xương sườn ở chỗ trống trong ngực đứt gãy, tạo ra phản ứng dây chuyền tựa như quân bài domino, tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên liên miên. Xem ra chỉ còn cách niết bàn lần nữa, tốt xấu gì thì Phượng Hoàng cũng đã mạnh hơn, hy vọng trong giai đoạn mất đi ý thức thì không bị ma tính ăn mòn quá lợi hại, trực tiếp mất đi thần tính. Thế thì sau khi sống lại vẫn có thể điều dưỡng khôi phục từ từ. Đáng tiếc lãng phí mất cơ hội lần này, Hổ Ma biến và Chấn Ma Đổ Lục nên trở nên mạnh hơn mới phải. Ôm ấp đủ loại tiếc nuối và sầu lo, Lý Thanh Sơn lấy một chiếc bình nhỏ từ trong nhẫn tu di ra, trong đó là linh dược điều hòa thủy hỏa mà Như Tâm luyện chế. Hắn liếc mắt nhìn một cái rồi ném chiếc bình vào trong miệng, nhân thời cơ này mà điều hòa thủy hỏa, tăng thêm bảo đảm cho lần niết bàn này. Hiển nhiên yêu đan đã tiêu hao hết yêu khí, việc điều hòa hai nguồn sức mạnh thuận lợi bất ngờ, dược tính tản ra khiến cho hai màu sắc xanh thẫm và đỏ đậm nhanh chóng giao hòa. Về mặt này thì cũng là do lĩnh ngộ đối với Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh đã cao hơn. Ngoài ra cũng vì Linh Quy đã tiêu hao hết sức mạnh khi đối kháng với Ngưu Ma và Hổ Ma nên giảm bớt sự bài xích đối với sức mạnh của Phượng Hoàng. Hơn nữa tốt xấu gì chúng nó vẫn thuộc cùng một chiến tuyến. Trong nháy mắt khi hoàn thành điều hòa thủy hỏa, cuối cùng Lý Thanh Sơn cũng lĩnh ngộ được thiên phú thần thông thứ hai của Phượng Hoàng. Lúc này, vết nứt đã kéo dài đến hầu hết xương hồ. Ở da thịt bên ngoài cũng xuất hiện mảng rạn nứt lớn, tử vong đã tới trước mắt. Lý Thanh Sơn lắng nghe tiếng rồng ngâm mênh mông, cảm nhận được một tia ấm áp, yên lặng lĩnh ngộ thần thông lần nữa. Không phải thần thông loại công kích, hình như cũng không thể phòng ngự, xem ra là không thể vận dụng trực tiếp. Nhưng hình như cũng không có thêm tác dụng gì, đến cùng thần thông này là gì? Ồ, lẽ nào là... Vết nứt lan lên khuôn mặt Lý Thanh Sơn, nhưng khó mà che lấp vẻ cổ quái trên mặt hắn, suy nghĩ đột nhiên đứt đoạn ở đây, thân thể hắn ầm ầm vỡ nát. Thanh Sơn, bên ngoài tu la tràng, Tiểu An thét lên một tiếng khiếp sợ. Tuy biết rõ hắn có thể niết bàn sống lại nhưng cũng không khỏi cảm thấy đau xót ở trong lòng. Hiển nhiên nàng đã chuẩn bị tốt để đi nhận lấy quả trứng Phượng Hoàng kia, rồi nàng bỗng trợn to hai mắt ở trong tu la tràng. Tất cả xương cốt máu thịt vỡ nát bắn tung tóe của Lý Thanh Sơn đều hóa thành ngọn lửa, tụ lại một lần nữa rồi hóa thành thân thể của hắn.
Lý Thanh Sơn cũng trợn to hai mắt, nhìn hai cánh tay hoàn hảo không chút vết thương của mình bằng vẻ mặt quái lạ, cảm giác toàn bộ thương thế trên người cũng khôi phục hoàn toàn. Hóa ra thần thông thứ hai của Phượng Hoàng vẫn là Phượng Hoàng Niết Bàn. Hơn nữa không cần biến thành trứng đau hết cả trứng, mà là hồi sinh tại chỗ một cách nghịch thiên. Lý Thanh Sơn cũng chấn động, chẳng lẽ cái này chính là Tin Ngưu Ca sẽ bất diệt. Tuy rằng cũng không phải là sống lại tại chỗ với trạng thái đầy máu. Dù sao yêu khí cạn kiệt cũng không thể bỗng dưng bổ sung lại, nhưng từ từ đã, yêu khí không nên tính là máu, mà thương thế trên người hắn thì đã khôi phục hoàn toàn, cũng nên tính là đầy máu. Hơn nữa, ngay cả sự uể oải về mặt tinh thần cũng bị quét sạch sành sanh, mà tính còn sót lại của cùng kỳ cũng bị thanh trừ triệt để ra ngoài, trạng thái trở nên vô cùng tốt. Này mẹ kiếp, đúng là sống lại tại chỗ với trạng thái đầy máu luôn. Thanh Sơn, ngươi không sao chứ? Tiểu An lập tức tiến vào trong tu la trận, thân thiết nói. Lý Thanh Sơn khôi phục hình người, ôm nàng vào ngực rồi cười to và nói, ta cảm thấy rất khỏe mạnh, nhờ có thiên long thiện sướng của ngươi đó. Không còn cây gậy khuấy phân cùng kỳ, chỉ còn lại ma tính của Ngưu Ma và Hổ Ma nên khá dễ để bình ổn. Mà thần tính của Phượng Hoàng đã trở nên mạnh hơn, chấn ma đồ lục cũng lớn mạnh vượt bậc nên sự cân bằng lại trở nên càng vững chắc hơn. Cho dù cùng kỳ lại tặng một phần hậu lễ nữa cho hắn thì cũng sẽ không chật vật nữa. Tuy rằng vẫn không thể giúp Hổ Ma đột phá đến tầng thứ 5 nhưng cũng đã đạt đến đỉnh phong của tầng thứ 4. Lý Thanh Sơn cảm thấy chỉ cần chiến một trận mà sức mạnh đôi bên ngang nhau thì có thể tuyên bố đột phá rồi. Ngưu Ma biến cũng thuận theo đó mà được cường hóa hơn một chút. Ngược lại, thần tính của Linh Quy đã bị ma tính ăn mòn, nhưng đây lại không phải vấn đề mà Niết Bàn có thể giải quyết, cần phải tiêu tốn thời gian để điều trị khôi phục. Tiểu An nghe Lý Thanh Sơn miêu tả xong thì gật đầu nói, quả nhiên là thiên phú thần thông cực mạnh, tương đương với việc có thêm một cái mạng. Nhưng cũng có rất nhiều nhược điểm, người không được ỷ lại việc có thần thông này mà liều mạng với người ta. Đương nhiên, nếu đối đầu với đối thủ như Mặc Hải Long Vương thì cũng chỉ là phiền hắn giết thêm một lần. Hơn nữa, sau khi Niết Bàn sống lại thì cũng cần tốn thời gian dài dằng dặc để khôi phục. Chẳng qua, tuy không phải mười phân vẹn mười nhưng vẫn có thể được gọi là thần kỹ như cũ. Nếu đối đầu với đối thủ ngang ngửa nhau, hoặc đối thủ mạnh hơn ta một bậc, chỉ cần chờ sau khi đối phương dốc hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào mà giết ta thì sau đó sống lại trong chớp mắt. Tưởng tượng xem đối phương sẽ có vẻ mặt gì, ha ha. Tất nhiên Lý Thanh Sơn biết được khuyết điểm của thần thông, nhưng cũng không tự coi nhẹ. Phượng Hoàng Niết Bàn ban đầu chỉ có thể dùng để thoát thân hoặc là tu hành, mà hiện tại đã có giá trị chiến đấu chân chính, có thể làm lá bài tẩy mang tính then chốt, giá trị không gì sánh nổi. Tiểu An xà vào lòng hắn, cánh tay nhỏ bé mềm mại ôm lấy cổ hắn rồi nghiêng mặt nhìn hắn, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Trong lòng Lý Thanh Sơn cũng nảy sinh chút khác thường, thầm nghĩ, xem ra vẫn bị ma tính ảnh hưởng, phải nhanh chóng giải quyết vấn đề của Linh Quy mới được. Thế là hắn thả Tiểu An ra, nói rằng, cho ngươi xem cái này. Lý Thanh Sơn lùi về sau vài bước, tỏa ra ma khí cuồn cuộn, ngưng kết thành giáp ma đen đỏ mới tinh. Giáp ma biến lớn vô cùng, không bao vây chặt chẽ quanh thân nữa mà trở nên đơn giản hơn nhiều. Do các bộ phận là mũ sắt, giáp vai, giáp ngực, giáp cánh tay, quần giáp, ủng chiến tạo thành. Rũ mắt nhìn lại cảm thấy đơn sơ hơn nhiều, nhưng bất kể là sừng trâu trên mũ giáp hay là đầu hổ trên giáp ngực đều hiện ra một loại vẻ đẹp hoang dã cổ xưa, ẩn chứa sức mạnh hơn hẳn lúc trước. Trong những lần vỡ nát rồi ngưng tụ, phản ma kiếm cũng được, thương hải châu cũng tốt. Chung quy tất cả các tạp niệm đều bị vỡ nát. Hiện tại ma tâm thuần túy hơn bao giờ hết, cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Còn nữa, thân thể Lý Thanh Sơn bành trướng, lại hóa thành thân thể yêu ma cao to như núi cao, giáp ma cũng theo đó mà biến lớn. Nhưng vẫn bao trùm chặt chẽ trên người hắn, chỉ là đã trở nên đơn giản hơn, bảo vệ những chỗ hiểm trên người, nhưng vẫn có sức mạnh bổ sung chân thực. Điều này cũng là nhờ lần Phượng Hoàng Niết Bàn này. Phượng Hoàng Niết Bàn lần trước chỉ chú trọng điều hòa bốn loại thần ma biến hóa, sau đó mới dẫn ma tâm vào trong cơ thể.
mà lần niết bàn này lại dung hợp các loại sức mạnh trong cơ thể vào một lò, giúp chúng trở nên ngày càng ăn khớp hơn. Vốn khi thực lực yêu tu tăng cao thì nhân tu sẽ trở nên vô cùng yếu, tăng cao thực lực tổng thể cũng cực kỳ có hạn. Trong chiến đấu mang tính then chốt thì gần như không giúp đỡ được gì. Việc duy trì thân phận Lý Thanh Sơn này càng ngày càng không có ý nghĩa, hình như chỉ còn dư lại ràng buộc về tình cảm. Hiện tại, cuối cùng Lý Thanh Sơn cũng có thể ghi nhận giá trị của nhân tu, tuy rằng không sánh được với thân thông đẳng cấp như thần ma cửu biến. Nhưng khi dung hợp hai nguồn sức mạnh với nhau, dù cho chỉ tăng được một phần sức chiến đấu thì cũng đã cực kỳ khó có được. Mà chấn ma đồ lục không chỉ giúp hắn tăng được một phần thực lực tổng thể. Hắn tin tưởng chỉ cần dung hợp triệt để thông suốt chấn ma đồ lục, chắc chắn có thể coi nó là một phần không thể thiếu trong thực lực của hắn. Mà sau này nếu đạt được công pháp cao hơn mạnh hơn, sự gia tăng về thực lực có thể còn to lớn hơn. Tuy phần hậu lễ này của cùng kỳ suýt chút nữa đã khiến hắn nghẹn chết, nhưng đến cùng vẫn nuốt xuống được. Vạn độc lão tổ trở về, chúng ta đi ra ngoài thôi. Trong lòng Lý Thanh Sơn hơi lay động, mang theo Tiểu An ra khỏi Tu La Tràng. Cung chúc vương thượng, chiến thắng tâm ma, tu vi nâng cao một bậc, cũng ngày càng anh tuấn. Ân tinh hành lễ nói. Tuy rằng yêu khí toàn thân Lý Thanh Sơn đã kiệt quệ, hiện tại mới chỉ khôi phục được một chút, nhưng toàn thân đều rực rỡ hẳn lên. Khí chất cũng nảy sinh chút biến hóa nho nhỏ, loáng thoáng lộ ra phong thái cao quý khó có thể diễn tả bằng lời. Khác với cái gọi là quý tộc của nhân loại, hình như sự cao quý này bắt nguồn từ trong tâm linh, liên đới đến ngũ quan như cũng trở nên anh tuấn hơn đôi chút. Lý Thanh Sơn sờ vào mặt mình, cũng không vui mừng vì lời ca ngợi này, vì Bắc Nguyệt Tuấn Mỹ muốn chết kìa. Trái lại hắn hơi cau mày, hỏi Tiểu An, thật sự có thay đổi sao? Tiểu An đưa tay ra sờ lên mặt hắn, trực tiếp nói, đúng vậy. Lý Thanh Sơn lại hóa thành dáng vẻ của Bắc Nguyệt, như này thì sao? Tiểu An gật đầu, cũng vậy. Hình tượng Bắc Nguyệt đến từ chính tưởng tượng của Lý Thanh Sơn nên không khỏi bị thị hiếu của kiếp trước ảnh hưởng. Tuy rằng Tuấn Mỹ đến mức gần như yêu dị nhưng không khỏi hơi nữ tính, hiện tại có thêm chút góc cạnh. Lý Thanh Sơn hơi gật đầu trầm ngâm, lần niết bàn này không chỉ dung hợp hai loại sức mạnh nhân tu và yêu tu, mà giới hạn giữa người và yêu cũng dần dần mờ nhạt, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày không thể tiếp tục phân rõ Lý Thanh Sơn và Bắc Nguyệt nữa. Có cái gì bất thường sao? Ân tinh không rõ ra sao nên nói. Không có cái gì bất thường hết, lúc nãy không làm ngươi bị thương là tốt rồi. Lý Thanh Sơn tươi cười, vươn tay ra vỗ lên vai ân tinh, cảm giác toàn thân nàng căng thẳng, chuẩn bị ẩn mình vào hư không bất cứ lúc nào. Hắn không khỏi nhìn kỹ nàng một lần nữa, bộ trang phục kia phác họa ra dáng người kiêu hãnh, đôi môi đỏ tươi như máu. Bộ ngực mềm mại no đủ kiêu hãnh, vòng eo mạnh mẽ dẻo dai, hai chân thon dài thẳng tắp, đôi môi mím lại, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một sự quyến rũ mãnh liệt. Vậy ta về Tu La Tràng trước, nếu có chuyện gì thì vương thượng lại triệu ta. Ân tinh như cảm nhận được điều gì, mỉm cười khẽ rồi trở lại Tu La Tràng. Lý Thanh Sơn lắc đầu, quả nhiên vẫn bị ma tính ảnh hưởng, chẳng qua ta hy vọng ma tính này vĩnh viễn không biến mất. Cố gắng thoát khỏi sự trói buộc, theo đuổi dục vọng và tự do, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, đó chính là niềm vui lớn nhất đời người. Sau khi cùng kỳ giáng lâm, Lý Thanh Sơn cảm thấy chắc là kế hoạch sẽ thất bại, nhưng vẫn ôm suy nghĩ ngộ nhỡ thực cốt vu vương kia não tàn thì sao? Sau khi vạn độc lão tổ trở về một mình, hắn cũng không thể không từ bỏ suy nghĩ não tàn này. Vạn độc lão tổ bay vào trong Bát Hoang Điện, không đợi Lý Thanh Sơn hỏi thì đã tiến lên vài chào thật sâu. Lão hủ đã làm nhục sứ mệnh, không thể lừa được thực cốt vu vương kia đến, xin vương thượng trách phạt. Lý Thanh Sơn hỏi chuyện gì đã xảy ra thì mới hiểu rõ tại sao cùng kỳ lại đột nhiên giáng lâm. Không ngờ vừa hay kịp với thập ác đại điển chó má gì đó của những vu dân thực cốt kia, rốt cuộc đây là may mắn hay là bất hạnh vậy? Người đã làm chuyện này rất khá, cũng do chưa tới giờ chết của thực cốt vu vương kia, khó trách ngươi được. Người thấy liệu sau này thực cốt vu vương kia có thể không kìm chế nổi mà đến tấn công dã nhân sơn hay không? Lý Thanh Sơn vẫn ôm một tia hy vọng,
Nếu có thể chiến một trận với Thực Cốt Vu Vương thì chắc chắn hắn có thể đột phá hổ ma tầng thứ 5, thực lực sẽ có biến hóa về chất. Thần ma cửu biến càng tu càng khó, nhưng cũng càng ngày càng mạnh. Bây giờ hắn đã có thể giao chiến với thiên kiếp thứ 3, phần lớn là nhờ lực phá hoại mạnh mẽ của Ngưu Ma tầng thứ 5. Chắc là không đâu, Thực Cốt rất sùng bái ác thần cùng kỳ. Sau khi bị cảnh cáo như vậy thì chắc chắn sẽ không mạnh động nữa. Hơn nữa, hình như Thực Cốt Vu Vương có nỗi sầu lo gì đó, tâm thần hơi bất ổn. Được, ngươi tiếp tục đi giúp Như Tâm luyện độc đi. Lý Thanh Sơn suy tư, xét tình huống trước mắt thì cũng không thích hợp để khai chiến với Thực Cốt Vu Vương. Chờ tĩnh dưỡng một khoảng thời gian đã, sau khi khôi phục Phượng Hoàng Niết Bàn thì lại tính sau. Nếu hắn không đến thì sau này chúng ta đi tìm hắn. Tiểu An nói, thu hoạch lần này của nàng cũng khá dồi dào, gồm có 10 vạn vu dân thực cốt và hơn 1.000 thạch anh khô lâu, đủ để hỗ trợ nàng tiếp tục tu hành một quãng thời gian rất dài. Tiêu diệt đám biến thái chết tiệt này trước, sau này lột da rút gân cùng kỳ kia sau. Lý Thanh Sơn từ từ xoay người, tuy toàn thân hắn đều rực rỡ hẳn lên sau khi niết bàn. Nhưng cảm giác mệt mỏi sau chiến đấu thì không dễ loại bỏ như vậy, thần ma giao chiến trong nội tâm còn uể oải hơn cả giao đấu với người. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 1378, Linh Tuyền. Đi theo ta. Tiểu An bỗng nắm lấy tay hắn, bước về phía sau Bát Hoang Điện. Muốn đi đâu vậy? Lý Thanh Sơn theo nàng đi tới cuối, phát hiện có một tấm cửa đá cổ xưa, phía sau cửa đá là hành lang đi về phía sâu trong lòng núi. Lý Thanh Sơn từng dùng thần niệm dò xét, thấy ở nơi sâu trong dã nhân sơn có một đầm linh tuyền. Điều này cũng không phải chuyện bất ngờ gì, hiển nhiên mảnh đất tuyệt vời hy hữu bậc này có đủ non nước rồi. Linh mạch ở chỗ nào thì nước suối chỗ đó chắc chắn thành linh tuyền. Đến thì ngươi sẽ biết. Tiểu An kéo hắn bước xuống bậc thềm, bước từng bước về phía linh tuyền. Được rồi, theo ngươi hết. Lý Thanh Sơn xoa đầu nàng đầy cưng chiều, chợt nhớ ra nàng không cho làm thế, nhưng lần này nàng lại không tỏ vẻ phản đối. Đi thẳng đến phần cuối bậc thềm thì lại có một cửa đá, chỉ thấy linh quang lọt qua khe cửa. Mở cửa đá ra thì lập tức có một luồng khí nóng phả vào mặt, ẩn chứa linh khí tinh khiết. Còn có tiếng bọt nước ùng ục. Lý Thanh Sơn lộ ra vẻ kinh ngạc, hóa ra kia linh tuyền này lại là ôn tuyền. Lúc dùng thần niệm tra xét thì cũng không chú ý tới những chi tiết này. Vũ Châu có không ít núi lửa, mà ở Nam Cương còn nhiều hơn, còn có quần thể núi lửa lớn như Hỏa Dung Sơn. Tuy rằng Dã Nhân Sơn không phải núi lửa, nhưng dòng chảy dung nham dưới lòng đất lại rất sát mặt đất, nên đã đun sôi linh tuyền. Xung quanh được người ta xếp linh thạch thành một cái ao giản đơn, hơi nóng bốc lên tới đỉnh hang động rồi lại dồn dập ngưng tụ thành giọt nước nhỏ mà rớt xuống. Có cái lại rơi vào trong ao, có cái rơi trên tảng đá, chẳng mấy chốc đã bốc hơi thành sương mù. Sương mù dày đặc tựa như lúc nào cũng mưa lác đác, nước ao dập dờn trong vắt trong bóng tối, ngay cả sương mù cũng ẩn chứa linh quang, thật tráng lệ. Lúc ban đầu, đám động chủ Dã Nhân Sơn còn có thể chia nhau xuống lấy nước dùng để chế dược luyện khí. Thế nhưng tất cả đám ma tu đều vì tư lợi mà không chịu bị thiệt thòi chút nào. Vừa đến đã dốc hết sức lấy nước, coi như không cần dùng ngay thì cũng tuyệt đối không để người ngoài được hời. Chẳng mấy chốc mà rất nhiều mâu thuẫn đã nảy sinh vì phân chia không đều. Nếu không có huyết thể thư ràng buộc thì gần như đã muốn đại chiến một trận. Vì để tránh mâu thuẫn ngày càng gay gắt, linh tuyền cạn kiệt thì cuối cùng họ đã trực tiếp dùng Bát Hoang trận niêm phong lại, không một ai động vào được. Muốn dùng linh tuyền thì cũng chỉ có thể sử dụng một ít nhánh sông suối nguồn có linh khí khá loãng, giá trị không lớn lắm, từ đó mà tranh cãi mới coi như lắng xuống. Sau khi Lý Thanh Sơn trở thành Dã Nhân Vương thì càng không một ai dám mở lời với hắn. Mấy trăm vạn năm trôi qua, linh khí nơi này nồng đến độ cực kỳ kinh người, còn mạnh hơn nhiều so với trong Bát Hoang Điện. Tuy không thể duy trì tu hành thường ngày, nhưng dùng để điều dưỡng lại rất tốt. Tiểu An nói, có thể nghỉ ngơi ở nơi này. Đúng là một nơi tốt, luôn ở dưới mi mắt mà chẳng chú ý tới, vẫn là ngươi tỉ mỉ,
Lý Thanh Sơn khen một tiếng, tiến lên tách sương mù dày đặc ra, thổi phù phù một tiếng rồi nhảy vào trong ao. Hơi nóng và linh khí xâm nhập vào mỗi một lỗ chân lông, hắn bỗng thốt ra một tiếng thở dài thoải mái, gối lên cạnh ao rồi duỗi tứ chi. Chợt nghe thấy tiếng y phục rơi xuống đất, trong lòng hắn hơi lay động, từ từ xoay đầu lại. Chỉ thấy Tiểu An tiến tới từ trong sương mù dày đặc, hiển nhiên tăng y xanh lơ đã bị cởi ra. Trên người chỉ còn mặc một bộ áo lót màu trắng, chẳng mấy chốc nó đã bị hơi nóng làm ướt đẫm, gần như trong suốt. Tóc dài đen nhánh buông thõng như thác nước, tách ra ở hai vai trắng nõn mới miễn cưỡng mang đến một ít tác dụng che đậy. Nhưng mà trong lúc nàng cất bước thì thân thể trần trụi xinh đẹp vẫn như ẩn như hiện, có thể khiến cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Lý Thanh Sơn cũng không kìm được mà cảm khái trong lòng, hiển nhiên nàng không còn là tiểu hài tử, nếu nàng không phải Tiểu An. Hắn không nghĩ tiếp nữa, Tiểu An đã tới bên cạnh ao, mũi chân hạt đậu vạch nước ao ra, trượt vào trong nước tựa cá bơi lội, tạo nên một vòng gợn sóng lăn tăn. Nó truyền tới bên cạnh hắn khiến trái tim hắn gần như cũng chậm mất một nhịp. Một đống ấm áp mềm mại gần kề, Tiểu An ngửa đầu nhìn hắn chăm chú, con người to lớn không còn trống rỗng không có tình cảm gì nữa. Rõ ràng có cảm tình sâu sắc không kém bất cứ ai, gương mặt cũng nhuốm màu đỏ ửng, không khác nào thiên nữ trong truyền thuyết, mỹ lệ động lòng người tột cùng. Thanh Sơn, ta đẹp không? Tiểu An hỏi. Mái tóc dài như tảo biển ướt nhẹp bồng bềnh trong nước, dường như giọng nói cũng dập dờn. Vô cùng đẹp. Lý Thanh Sơn nghiêm túc đáp, quả thực đẹp đến nỗi người ta không đành lòng khinh nhờn, mà điều càng khiến hắn không muốn khinh nhờn chính là tình cảm đã vượt qua tình yêu nam nữ giữa đôi bên. Có thật không? Trong con người của Tiểu An dập dờn niềm vui sướng từ tận đáy lòng, hiển nhiên biết rõ Chu Nhan chỉ là một lớp da ảo ảnh bên ngoài, nhưng vẫn cực kỳ muốn được hắn khen ngợi. Thật, Lý Thanh Sơn cười gật gù. Vậy ngươi hôn nhẹ ta có được không? Tiểu An hỏi với vẻ mặt gần như là ngây ngô. Không được. Lý Thanh Sơn từ chối không chút khách khí, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ của nàng bỗng suy sụp. Hắn không khỏi cười ha hà, tiếng cười vang vọng khắp hang động, khuấy động sương mù cuồn cuộn. Tiểu An nghe tiếng cười của hắn mà ngược lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cũng không phải vì đôi bên chân thành mà là vì hành vi vô nghĩa của mình, để hắn bỗng dưng được cười nhạo. Lý Thanh Sơn cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của nàng như chuồn chuồn lướt nước, lần này hài lòng chưa? Tiểu An sở môi, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó nhào vào trong ngực hắn. Lý Thanh Sơn lắc đầu khẽ, bạch cốt cũng được, Chu Nhan cũng được, nàng vẫn luôn là người quý giá nhất của hắn. Sau đó, hắn lại mím môi, chẳng qua tiểu nha đầu này thật sự càng ngày càng muốn đòi mạng mà. Mang theo một ý niệm, Lý Thanh Sơn nhắm mắt lại, dần dần chìm vào trong suối nước nóng. Cho dù nước suối nóng rực cũng không thể nào che giấu sự ấm áp của thân thể mềm mại trong ngực, một dòng nước ấm tuôn trào trong lòng, còn vượt xa dục niệm nhỏ bé không đáng kể kia. Ôm nhau mà ngủ, thời gian dường như ngưng đọng vào giờ khắc này. Bọn họ cũng thật sự mong mỏi như thế. Cho đến khi có một tiếng sấm sét xuyên qua đất đá dày cộp truyền đến, Lý Thanh Sơn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đây không phải là lôi đình tầm thường, mà là có người độ kiếp. Trong tiếng sấm ẩn chứa thiên uy, đoán chừng là thiên kiếp lần hai. Chẳng lẽ là Như Tâm? Chúng ta ra ngoài xem thử đi. Rào một tiếng, Lý Thanh Sơn ôm Tiểu An nhảy ra khỏi nước suối, một tay nhặt lấy y phục trên mặt đất, một tay vén tóc dài của nàng lên, không còn mái tóc dài và dòng nước che lấp. Dáng người tuyệt đẹp lộ ra trước mắt, hô hấp của Lý Thanh Sơn chợt khựng lại, không chút kiêng dè thưởng thức một phen rồi mới tiếp tục mặc y phục cho nàng. Tiểu An duỗi cánh tay, đưa tay vào trong ống tay áo, bình yên hưởng thụ sự chiếu cố của hắn. Lý Thanh Sơn mặc y phục cho nàng, trong nháy mắt cột đai lưng, trong lòng hắn lại có một tia không nỡ. Giống như dùng vải vóc che đậy Minh Châu, che lấp vẻ đẹp khuynh thế này. Nhưng nghĩ lại, Minh Châu này thuộc về hắn, hắn lại thoải mái. Vẫn còn dày, Tiểu An lại giơ chân thon lên, khẽ đong đưa, trên mặt lộ ra nụ cười. Đúng là biết hưởng phúc. Lý Thanh Sơn lại ngồi xổm xuống cầm lấy một bàn chân nhỏ nhắn, nhẹ nhàng không nắm chặt, năm điểm trắng hồng nhỏ như hạt đậu. Cũng là đẹp không sao tả xiết, hắn nhịn không được chơi đùa một chút.
bên tai vang lên tiếng cười như tiếng chuông bạc, lại mang vớ và giày cho nàng. Lần này được chưa? Lý Thanh Sơn đang muốn qua loa mặc y phục cho xong, Tiểu An lại ngăn cản hắn, mỉm cười nói, để ta cho ngươi cùng hưởng phúc. Nàng quay lại bắt đầu hầu hạ hắn, động tác lại dịu dàng tỉ mỉ nói không nên lời, cẩn thận sửa sang lại y phục. Lý Thanh Sơn nhìn biểu cảm nghiêm túc của nàng, cũng cảm thấy trong lòng yên bình. Lúc mang giày, nàng còn len lén cào lòng bàn chân hắn, còn chưa đợi hắn bật cười, nàng đã cười rộ lên trước. Trở lại Bát Hoang Điện, Tiểu An lại không theo Lý Thanh Sơn đi ra ngoài xem độ kiếp, mà là ở lại tu hành. Lý Thanh Sơn cũng đã cảm giác được, người độ kiếp không phải như tâm, đi ra ngoài nhìn thoáng qua, lại là chủ mẫu nào đó của thị tộc Dạ Du Nhân. Trải qua nhiều năm khổ tu như vậy, cuối cùng cũng chịu đựng đến một bước này. Từng đạo thiên lôi xuyên qua hư không mà đến, đánh vào cảnh tượng âm u, trong quá trình mặc dù có vài phần mạo hiểm, nhưng dựa vào ưu thế là dị nhân, cùng với nhiều năm tích lũy, hữu kinh vô hiểm vượt qua thiên kiếp thứ hai. Lý Thanh Sơn lập tức ban cho nàng một động phù trên chủ phong dã nhân. Sơn lại thưởng một ít đan dược, có vết xe đổ của Dạ Minh Châu, vị chủ mẫu này liền có vẻ vô cùng cung kính, cảm tạ Lý Thanh Sơn ban thưởng rồi lập tức trở về động phủ tu dưỡng. Xem ra vẫn cần một chút thời gian nữa. Lý Thanh Sơn liếc mắt nhìn động phủ của Như Tâm, không quấy rầy nàng. Chỉ dặn dò Dạ Lưu Tô vài câu rồi xoay người trở lại Bát Hoang Điện. Mấy tháng sau, Vạn Độc Lão Tổ đi tới trước Bát Hoang Điện, phục mệnh với Lý Thanh Sơn, kế hoạch luyện chế dịch bệnh của Như Tâm đã có thành công nhỏ. Nhưng muốn thật sự bắt đầu thực hiện, vẫn phải chờ nàng vượt qua thiên kiếp lần hai, tấn thăng ôn quỷ lên một cảnh giới mới được, thế là bắt đầu bế quan. Nàng bảo Lão Hủ đem bình linh dược này chuyển cho Vương Thượng. Vạn Độc Lão Tổ dâng lên một cái bình ngọc nhỏ. Nước thuốc trong này được luyện chế bằng nguyên liệu gì thế? Lý Thanh Sơn cầm lấy bình ngọc nhỏ, lần này có thể lĩnh hội Phượng Hoàng Đệ Nhị Thần Thông vào thời khắc mấu chốt là nhờ có linh dược của Như Tâm điều hòa nước và lửa. Nếu không sẽ hao phí thời gian rất dài mới sống lại, hơn nữa còn không cách nào dung nhập ma tâm. Nước thuốc này sử dụng rất nhiều nguyên liệu, cũng không phải đặc biệt quý giá, nhưng theo Lão Hủ nhìn thấy, vị dược liệu quan trọng nhất là tâm huyết của nàng. Tâm huyết, Lý Thanh Sơn thoáng giật mình, lại dường như hiểu ra. Vạn Độc Lão Tổ nói tâm huyết, đương nhiên không phải ý là hao phí tâm huyết, cũng không đơn giản là máu trong tim. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1379, Bản Tính. Tâm vi thần chi xá, huyết chi chủ, mạch chi tông, đối với người tu hành là vô cùng quan trọng. Tâm huyết còn gọi là tinh huyết, tại thời điểm quan trọng của đấu pháp, thường cắn rách đầu lưỡi phun một ngụm máu trên pháp bảo pháp khí là có thể tăng cao uy lực lên rất nhiều, chuyển bại thành thắng, nhưng lại làm tổn thương không nhỏ đến đạo hạnh, thậm chí có thể mất mạng. Nếu hắn suy đoán không sai, tư chất của nàng còn mạnh hơn dị nhân bình thường, lại tu hành công pháp Vân Lô Thiên Thư tuyệt thế bậc này, còn kéo dài đến bây giờ vẫn không thể độ kiếp. Trong lòng Lý Thanh Sơn không khỏi than dài, tuy là ta cung cấp cho nàng không ít trợ giúp tu hành, nhưng bất chi bất giác cũng liên lụy đến tu hành của nàng. Rõ ràng ôm mối hận không thể nào quên, thà rằng trở mặt với ta cũng không muốn để cho ta mạo hiểm theo, tội gì phải làm vậy chứ? Để Vạn Độc Lão Tổ tiếp tục tu nhiếp độc quỷ vương kinh của hắn, Lý Thanh Sơn trở về Bát Hoang Điện. Tam muội bạch cốt hỏa trong suốt như lưu ly, gần như tràn ngập toàn bộ điện đường, trong đó có từng khuôn mặt méo mó của vu dân thực cốt. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì chỉ thấy ngọn lửa máu trắng trong suốt, giống như chỉ là ảo giác. Tiểu An ngồi ngay ngắn trong ngọn lửa, máu thịt cả người cũng trở nên trong suốt, gần như hư vô, rõ ràng có thể thấy được một bộ xương trắng muốt, từng khô cốt ma lâu bay múa vờn quanh, răng va chạm vào nhau, giống như hát một khúc ca dao khủng bố, lại mơ hồ hàm chứa thiện ý. Một luồng long ngâm đi dạo ở trong ngọn lửa, hiển nhiên Tiểu An cũng đem Thiên Long Thiền Sướng hóa vào tu hành Chu Nhan Bạch Cốt Đạo. Lý Thanh Sơn chăm chú hồi lâu, cuối cùng không thể làm gì được nhún nhún vai,
trở lại trước điện ngồi xuống, hộ pháp cho nàng. Người ta đều nói cảnh tượng Chu Nhan hóa thành xương trắng có thể làm cho phàm ngu hiểu được dưới túi da xinh đẹp là xương trắng khủng bố, các loại nhan sắc chẳng qua chỉ là sự tưởng tượng huyền ảo. Nhưng không hiểu sao lúc hắn nhìn hình ảnh xương trắng của nàng, từ nội tâm cũng cảm thấy thân thiết yêu thích. Ngay cả một chút ý kinh khủng cũng không có, cảm giác mỗi một mấu xương cốt đều tản ra mỹ cảm lạ thường. Không thể không nói, quan điểm thẩm mỹ của hắn vẫn luôn rất có vấn đề, vẫn cảm giác nguyên hình yêu ma của mình đều điên cuồng tàn khốc hơn so với Bắc Nguyệt Tuấn Mỹ và Lý Thanh Sơn cường tráng. Hận không thể luôn luôn duy trì nguyên hình yêu ma, ở trên mặt đất, giữa núi trần chuồng du ngoạn. Hắn nghiêm túc phác họa ra, đợi đến tương lai không cần che giấu thân phận nữa, giải quyết xong những mối thù thì xuất phát từ bờ biển Nam Hải, xuyên qua Cửu Châu, chạy như điên đến Sương Châu. Ha ha, như vậy người trong thiên hạ đều sẽ trợn mắt há hốc mồm đấy. Ta như vậy có tính là biến thái không? Không, thay vì nói là biến thái, chi bằng nói là cảm giác hoàn thiện bản thân, chẳng lẽ cái tôi của ta là biến thái? Quên đi, quan tâm nó là gì, chỉ cần là ta là được. Lý Thanh Sơn ở phương diện nào đó vô cùng tán thành cùng kỳ, lý trí thuần túy tính toán lợi hại được mất. Không ngừng theo cái lợi tránh cái hại, tuy dễ dàng đạt được lâu dài, nhưng nếu mỗi người đều như thế, vậy ta có khác gì những người khác? Trừng phạt cái ác, phát huy cái thiện còn có thể được người thiện báo ân, có được danh tiếng tốt, hình thành một cỗ đại thế thật sự. Mà trừng phạt cái ác, phát huy cái thiện có thể đạt được cái gì? Nếu kẻ ác đã là kẻ ác, chắc chắn sẽ không có chuyện tri ân báo đáp. Đây hoàn toàn là một chủ nghĩa hành vi không có chút lợi ích gì, chỉ là vì thỏa mãn hứng thú mà khiêu chiến thường tục, quả thực giống như đứa trẻ ngoan cố tùy hứng, lại ẩn chứa sự tự tại. Kiếp trước xem Thủy Hừ Chuyện, mở đầu đã điểm danh 108 gương mặt hảo trấn áp 108 ma đầu thiên cang địa sát ở trong Phục Ma Điện. Trong đó vừa có tàn bạo làm ác thực tâm giết người, lại có hành hiệp trượng nghĩa lấy bạo chế bạo, thoạt nhìn rất trái ngược nhau, nhưng bản chất lại không có bất kỳ khác biệt nào. Thiện cũng được, ác cũng được, thoát khỏi lý tính tùy ý làm bậy, chỉ là một chữ ma. Mà nó có thể lưu truyền trên thế gian, được người đời ca ngợi, bởi vì nó viết ma tính vô cùng nhuần nhuyễn, để cho người ta có thể đưa từng vị hảo hán một vào trong sách, đi làm những chuyện thường ngày không thể làm, chuyện không dám làm, có thể uống cạn một chén lớn, nói một tiếng khoái tai. Hai chữ thần ma trong thần ma cửu biến không chỉ có thiện ác mà thôi. Linh quy trọng bảo mệnh trường sinh mà không liên quan đến thị phi, Phượng Hoàng cũng trân trọng lông vũ, cho dù không có ý làm ác, cũng sẽ không gặp chuyện bất bình mà giống một tiếng kiêu ngạo. Mọi tâm niệm lưu chuyển trong lòng Lý Thanh Sơn, đối với thần ma cửu biến càng có nhận thức sâu sắc hơn. Cùng lúc đó, Như Tâm cởi bỏ y phục và trang sức toàn thân, ngồi ngay ngắn trong tiêu ngọc lô, cả người lóe lên ánh sáng ngọc thạch, sau khi ăn một viên đạo hạnh đan 10 năm chân quý. Nàng liền thôi thúc tiêu ngọc lô, tự luyện chế bản thân như đan dược, lại vận chuyển vân lô thiên thư, ở trong cơ thể hình thành một cái vân lô, luyện hóa đạo hạnh đan. Luyện đan quan trọng ở việc thủy hỏa tương trợ, tiêu ngọc lô tuôn ra thủy hỏa, hai tay nàng xoay tròn, nhét thủy hỏa vào lòng bàn tay, lại dung hợp cùng một chỗ rất kỳ diệu, hóa thành một chùm hỏa vân dần dần tràn ngập lên, bao phủ lấy thân hình của nàng. Trong vân lô trong cơ thể cũng trào ra hai loại sức mạnh thủy hỏa, hơn nữa còn phun ra thủy hỏa tinh thuần hơn tiêu ngọc lô rất nhiều, cũng tự nhiên dung hợp cùng một chỗ, nhanh chóng luyện hóa đạo hành đan. Đừng nói là người tu hành tầm thường không làm được, cho dù có thể làm được cũng không thể như vậy. Dược lực mãnh liệt lập tức tràn ngập tứ chi bách hải, cho dù là người hóa thành ngọc thạch vững chắc cũng gần như muốn bị cong bạo. Thật sự phải thừa nhận loại phương thức tu hành này rất thống khổ, nhưng dường như nàng thật sự biến thành ngọc thạch vô tri vô giác, vẻ mặt không có chút biến hóa nào, chỉ có lông mi khẽ rung động. Nàng một lòng đa dụng, vừa khống chế tiêu ngọc lô, áp chế dược lực từ bên ngoài vào bên trong, vừa vận chuyển vân lô thiên thư luyện hóa đạo hạnh đan. Cũng rèn luyện bản thân, đồng thời còn phải điều hòa lực thủy hỏa trong ngoài, nàng không chút do dự đẩy tốc độ tu hành đến cực hạn. Nếu có một bước không cẩn thận, sẽ có nguy cơ nổ lò. Lúc đó,
sẽ không chỉ là Tiêu Ngọc Lô nổ tung mà còn cả Vân Lô trong cơ thể nàng. Đây không phải là nàng nóng lòng đột phá thiên kiếp lần hai, mà là tu hành Vân Lô Thiên Thư nhất định phải mạo hiểm. Lịch sử Cửu Châu mênh mông như biển khói, công pháp cao cấp từ trên trời lưu truyền vào không chỉ có một loại Vân Lô Thiên Thư. Sở dĩ không lưu truyền ra đương nhiên là vì sau khi người tu hành đạt được đều coi như báu vật mà không chịu truyền ra ngoài. Cũng bởi vì độ khó tu hành của nó không phải lớn bình thường, yêu cầu đối với thiên phú không phải cao bình thường. Cho dù tư chất may mắn phù hợp, bài trừ mọi khó khăn, cũng phải mạo hiểm rất lớn, không biết có bao nhiêu thiên tài chết ở trên mặt này. Không biết có phải từ lúc cứu trị Sở Thiên hay không, bị hắn nhìn ra gì đó nên nói Vân Lô Thiên Thư này cực kỳ phù hợp nàng, tu hành tiến cảnh rất nhanh, đương nhiên cũng nhờ có lượng tài nguyên khổng lồ Lý Thanh Sơn cung cấp. Chỉ riêng viên đạo hành đan 10 năm lấy từ Vạn Độc Giáo tới này, đã là có thể gặp mà không thể cầu. Trong động không biết năm tháng, nhật nguyệt thay đổi liên tục, thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu. Một tiếng sấm rền từ chân trời xa xa truyền đến, nàng mở hai mắt ra, cuối cùng, cũng tới rồi. Từ hướng nam của bờ biển Nam Hải hơn 1.8 vạn dặm, có một hòn đảo lớn diện tích rộng lớn, hẹp dài ngay ngắn, tựa như một chiếc tàu khổng lồ trên biển, tên là đảo Cự Hạm. Ba ngọn núi trên đảo được sắp xếp song song, ở giữa lớn mà hai bên nhỏ, giống như cánh buồm của chiếc tàu khổng lồ, phân biệt tên là Đại Vân Phàm Sơn, Trung Vân Phàm Sơn, Tiểu Vân Phàm Sơn. Trên ba núi có vạn gian cung điện, được xây dựng theo phong cách kiến trúc độc đáo của Nam Hải, tráng lệ hào phóng. Ân hiện trong mây mù lơ lửng, tựa như phủ đệ tiên nhân, chính là nơi đạo tu hành của Vân Phàm Tông là tông môn đệ nhất Nam Hải. Hai cây cầu đá trắng dài như cầu vồng xuyên qua mây, nối liền ba ngọn núi. Nếu gió biển thổi tan mây mù, đứng ở đầu cầu sẽ có thể quan sát vạn hộ nhân gian phía dưới. Nhà cửa xếp chồng lên nhau, đường phố thật dài, người đi đường qua lại, tràn ngập khí tượng nhân gian hồng trần vạn trượng. Dòng người bắt đầu đi ra ngoài thành, tụ tập trên một bãi cát rộng bao la ở phía nam của đảo, một mảnh đông đúc giống như ổ kiến nổ tung. Không biết tụ tập bao nhiêu vạn người, nhìn ngóng đến nơi sâu trong biển lớn, từng đội binh lính duy trì trật tự. Giữa không trung còn có rất nhiều người tu hành bay lơ lửng, không hề che giấu thân hình của mình, ngạo nghễ hưởng thụ sự kính sợ của phàm nhân phía dưới. Vào tháng 8 có bệnh lên ban đỏ, ngay cả khi thời tiết ở miền Nam nóng bức, nhưng gió biển thổi hiu hiu cũng làm cho mọi người cảm thấy mát mẻ. Mặt trời dần dần chìm xuống mực nước biển, giống như một vòng hồng ngọc, chiếu rọi biển trời ánh lên một mảnh đỏ cam, cảm giác mát mẻ càng tràn ngập. Gió biển êm đềm, từng đợt sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ biển. Cảng đậu rất nhiều thuyền lớn thuyền nhỏ, xếp hàng ngay ngắn từ thuyền to lớn đến thuyền tam bản, cái gì cần có đều có, tất cả đều nhấp nhô theo sóng biển. Lúc này, còn có một vài chiếc thuyền từ ngoài biển đi tới, nháo nhác tìm kiếm vị trí dừng chân, hiển nhiên người tụ tập ở đây không chỉ là người trong Tam Phàm Thành. Nơi đây ồn ào náo nhiệt bằng tiếng địa phương của mình, nói chuyện với người khác nếu không quát lên thì không nghe được gì cả, càng ngày càng âm ỉ vang trời. Mẹ ơi, năm nay sao lại nhiều người thế? Năm nào mà giao nhân hải thị không nhiều người chứ? Nhưng năm nay là nhiều quá mức rồi, người vẫn còn quá trẻ. Xuyệt, ta nói cho người biết, giao nhân mới đánh bại hỏa nhân phương Bắc, năm nay chắc chắn mang tới rất nhiều đồ vật. Người nói cái gì cơ? Ta không nghe thấy gì cả. Phía sau bãi cát là một ngọn đồi, bốn phía đều bị vây kín, phàm nhân không được tới gần. Trên một tòa đài cao hùng vĩ, 9981 mặt cánh buồm trắng phấp phới, ở giữa sắp xếp rất nhiều chỗ ngồi. Một lão già tóc trắng như tuyết ngồi ở chủ vị, môn nhân đệ tử chia ra hai nhóm trái phải, chính là Vân Phàm Tông tông chủ Kê Trường Phong dẫn theo đệ tử cả nhà chờ ở đây. Kê Trường Phong nhìn ra biển sâu, tuy là ngồi yên không nhúc nhích, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác bồng bềnh muốn bay. Phụ thân, giao nhân này tới thì tới, ngài cần gì phải đích thân nghênh đón? Một thanh niên tuấn tú bên cạnh lão già bất bình nói. Khinh Vũ, năm nay có thể giao nhân vương sẽ tới. Kê Truyền Phong quay đầu qua, đối xử phá lệ ôn hòa với ấu tử thiên tư bất phàm này. Giao nhân vương? Kê Khinh Vũ lắp bắp kinh hãi,
Những năm trước, giao nhân Hải Thị bình thường đều là giao nhân trưởng lão dẫn đội, không ngờ lần này lại là giao nhân Vương đến. Mặc dù Vân Phàm Tông là một trong những đại tông môn hiếm hoi trên các đảo Nam Hải, có đại tu sĩ được xưng là Trường Phong Vương Kê Trường Phong tọa chấn, xem như là thủ lĩnh của các phái Nam Hải, nhưng bàn về thực lực còn xa mới có thể chống lại Vương Đỉnh giao nhân. Hơn nữa, Vân Phàm Tông cô độc ở trên Nam Hải, không bị Vương Triều Đại Hạ kìm hãm, cũng không được bảo vệ. Cho dù bị diệt cũng không ai để ý tới, cho nên việc qua lại thân thiết với giao nhân là hết sức quan trọng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy lễ nghĩa này quá nặng, làm mất đi thân phận Trường Phong Vương. Phụ thân cứ đến Vân Phàm Sơn chờ là được rồi, đợi giao nhân Vương tới rồi lại đi ra nghênh đón cũng không muộn. Vị Diệp đạo hữu kia của Kiếm Các cũng truyền tin, nói sẽ dẫn theo đệ tử đến đây. Ánh mắt Kê Trường Phong thâm sâu, nếu chỉ là giao nhân Vương đến đây, cũng coi như quen biết lẫn nhau, không cần lễ nghi như thế. Chủ nhân Kiếm Các. Kê Khinh Vũ càng giật mình, tuy là Nam Hải Kiếm Các cũng ở trên Nam Hải, nhưng vị trí địa lý tương đối gần cương vực Cửu Châu. Hơn nữa rất ít giao tiếp với các phái Nam Hải, cho nên ở Nam Hải thường bị nhận là tông môn Vũ Châu. Kiếm tu không để ý lắm đến vật bề ngoài, giao nhân Hải Thị cũng không quan trọng như vậy, các đời chủ nhân của Kiếm Các đã nhiều năm như thế. Vị Diệp các chủ này vẫn là người đầu tiên đến tham gia giao nhân Hải Thị, không biết có mục đích gì. Kê Trường Phong nói tiếp, còn có Vạn Độc Lão Tổ ở Nam Cương, đại quản gia Bắc Vương Phủ, cùng với một Bạch Ưng thống lĩnh. Kê Khinh Vũ đã giật mình nói không nên lời, mặc dù Vạn Độc giáo cách đây mấy vạn dặm, nhưng danh tiếng của Vạn Độc Lão Tổ vẫn rất vang dội. Đại quản gia của Bắc Vương Phủ tuy là không có tu vi ba lần thiên kiếp, nhưng giá trị xuất hiện ở đây tuyệt đối không dưới một đại tu sĩ. Mặc dù giao nhân Hải Thị là một sự kiện trọng đại của đạo tu hành Nam Hải, nhưng đối với nhân vật này mà nói, căn bản không có bao nhiêu thứ để mắt tới, giao dịch trao đổi đều ở trong vòng tròn nhỏ cùng cấp bậc. Căn bản không cần phải xuất đầu lộ diện, lúc này giao nhân Hải Thị hình như rất không tầm thường. Nhưng Bạch Ưng thống lĩnh thì tính là chuyện gì xảy ra? Chỉ có điều, lần này cũng có không ít tu sĩ kim đan vượt qua hai lần thiên kiếp đi tới giao nhân Hải Thị. Đạo tu hành Nam Hải chưa bao giờ được gặp những tay sai triều đình cấp bậc này. Chẳng trách phụ thân lại trang trọng như thế, những tiền bối này đều không thể tiếp đón chậm trễ. Nhưng Bạch Ưng thống lĩnh này, Bạch Ưng thống lĩnh tên là Lý Thanh Sơn, là nhân vật mới quật khởi của Nam Cương, trước mắt đã chiếm giữ Dã Nhân Sơn, được xưng là Dã Nhân Vương. Dã Nhân Vương, Hề Khinh Vũ lập tức muốn bật cười, một Bạch Ưng thống lĩnh cũng dám xưng vương. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kê Trường Phong, hắn mới vội vàng thu lại nụ cười. Tên gọi là Lý Thanh Sơn, ngươi tuyệt đối không được xem thường người này, hắn đến từ phương Bắc của Thanh Châu. Mới vài năm ngắn ngủi đã quét sạch các tông môn ở Nam Cương, dùng huyết thể thư ràng buộc triệu tập một đám thủ hạ. Vạn Độc Giáo cũng chịu thiệt thòi lớn ở dưới tay hắn, các môn nhân đệ tử tử thương gần như không còn, Vạn Độc Lão Tổ cũng không làm gì được hắn. Nghe nói, Bắc Việt Vương Phủ còn có lòng phong hắn làm thượng khanh nhưng lại bị hắn từ chối rồi. Kê Trường Phong nói, tuy Bắc Việt Vương Phủ cũng từng có ý phong hắn làm thượng khanh, nhưng hắn không muốn dính vào phân tranh trên con đường tu hành ở Cửu Châu nên đã từ chối. Thế nhưng Lý Thanh Sơn này lại hết sức làm cho hắn không thể nào nhìn thấu. Vậy hắn còn dám đến? Hắn không sợ Vạn Độc Lão Tổ sao? Kê Khinh Vũ lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Lý Thanh Sơn này thật đúng là không phải hạng người tầm thường. Dựa vào tu vi thiên kiếp thứ hai lại dám kết tử thủ với Vạn Độc Lão Tổ. Hơn nữa còn không sợ hãi chạy đến giao nhân Hải Thị. Rốt cuộc là không sợ chết hay là tài cao lớn mật? Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1380, đến rồi. Đại động chủ Dã Nhân Sơn, Vu Vô Phong, vốn là đại sư huynh của Nam Hải Kiếm Các, bây giờ lại bị huyết thể thư kìm hãm, làm nô lệ dưới tay Lý Thanh Sơn. Đúng rồi, hình như Lý Thanh Sơn kia cũng chạc tuổi ngươi, vẫn chưa tới 40 tuổi, không đến 30 tuổi đã vượt qua thiên kiếp lần hai.
Trong lòng Kê Trường Phong suy đoán, lần này Vạn Độc Lão Tổ đến đây rất có thể là vì đối phó với Lý Thanh Sơn. Chỉ e chủ nhân kiếm các cũng không phải vì giao nhân hại thị mà là vì cứu viện đệ tử nhà mình. Chẳng lẽ Lý Thanh Sơn dựa vào chuyện này mới không sợ hãi? Vậy thì đúng là nghĩ đại tu sĩ quá đơn giản rồi. Tính tình Diệp Đoạn Hải rất cứng rắn, sao có thể bị uy hiếp dễ dàng như vậy? Đến lúc đó, còn chưa biết là ai uy hiếp ai. Nhưng cũng chưa biết đâu được, nghe nói Vu Vô Phong đã tiếp cận thiên kiếp lần ba, trên tay còn nắm giữ pháp bảo Bạch Hồng Kiếm. Một truyền nhân như vậy, Nam Hải Kiếm Các cũng không thể không quan tâm. Kê Khinh Vũ mở to hai mắt, hắn tu hành đạo ở Nam Hải cũng được coi là thiên tài có chút danh tiếng. Nhưng tu vi cũng chỉ mới là trúc cơ hậu kỳ, còn chuẩn bị tích lũy thêm một hai chục năm nữa mới thử đột phá thiên kiếp lần hai. Nếu đem so sánh, Bạch Hồng Kiếm Chủ Vu Vô Phong mới được xem như đại thiên tài thanh danh hiển hách, lại bị Lý Thanh Sơn chế trụ làm nô bộc làm tôi tớ. Đây là sức mạnh cỡ nào chứ? Thấp thoáng hiểu được ý của Kê Trường Phong, nước trong này quá sâu, cũng không phải chuyện hắn có thể tham gia. Hễ là nhân vật được điểm đến, cho dù hắn là ái tử của Trường Phong Vương cũng tuyệt đối không nên đắc tội. Phụ thân, con hiểu rồi. Mặc dù trong lòng Kê Khinh Vũ có chút không phục, nhưng cảnh giới chênh lệch lại là thật. Ánh mắt của Kê Trường Phong lại quét một vòng trên đài cao. Âm thanh cuộc đối thoại vừa rồi tuy là không lớn, nhưng lại không có ý giấu giếm. Với tài thính mắt tinh của người tu hành thì mỗi một câu nghe rõ ràng, bọn họ lần lượt lộ ra vẻ nghiêm nghị, thiếu đi vài phần kiêu căng của chủ nhân. Kê Trường Phong khẽ gật đầu, trong lòng lại thở dài, nếu trong Vân Phàm Tông có thể có một Lý Thanh Sơn thì tốt rồi. Bây giờ, trong số đệ tử môn nhân, hoàn toàn nhìn không ra ai mà tương lai có thể kế thừa y bát của hắn. Nói đến kết cục, Cửu Châu mới là căn cơ của phương thế giới này, ít nhất là gốc rễ của đạo tu hành nhân loại. Tuy là Nam Hải rộng lớn, chi chít khắp nơi trên đảo cũng có không ít người tu hành. Nhưng người có thể đạt tới cảnh giới của hắn lại như lông phượng sừng lân, trái lại, trong biển sâu thủy tộc yêu vương lại có không ít. Hình thức hoàn toàn trái ngược với Cửu Châu, thế lực dị nhân và yêu tộc hơn xa thế lực của nhân loại. Đây cũng là tình huống không thể tránh khỏi, không giống như giao nhân và thủy tộc trời sinh đã lấy biển làm nhà. Nhân loại vẫn phải đặt chân lên mặt đất, không có hàng tỷ chúng sinh thì đâu có ngàn vạn người tu hành. Mặc dù diện tích các đảo Nam Hải rộng lớn, thành thị thậm chí quốc gia đều có rất nhiều, nhưng nhân khẩu lại vô cùng có hạn. Thường thường vất vả kinh doanh rất nhiều năm, một trận gió bão lớn lại có thể giết trăm vạn người. Những người tu hành thì còn có thể ngăn cản những thiên tai này. Nhưng nếu gặp phải một yêu vương nào đó muốn đổi khẩu vị, lập tức sẽ là họa diệt môn. Cho dù là một vài yêu soái ra tay, số người tu hành có thể ngăn cản cũng không nhiều. Đương nhiên, người tu hành vận khí xấu như vậy thật ra cũng không nhiều. Thủy tộc đã quen ăn cá tôm rồi, cũng chưa chắc nguyện ý đổi thành ăn thịt người. Nam Hải thật sự quá rộng lớn. Hải đảo phân bố cũng quá rộng, cũng không có nhiều tranh chấp như vậy, người tu hành bình thường vẫn có thể sống. Tương đối an bình, tùy tiện chiếm giữ một hòn đảo nhỏ là có thể tu hành, tự mình tự túc vẫn không khó, cho nên ẩn tu tán tu rất nhiều. Nhưng lại phải đối mặt với một vấn đề khác, tài nguyên quá mức khan hiếm, trao đổi quá mức thiếu thốn, quá trình đạo tu hành phát triển không thể nào so sánh với Cửu Châu. Nam Hải Kiếm Các vẫn duy trì liên lạc với Vũ Châu, không ngừng tranh giết với Vạn Độc Giáo. Thoạt nhìn là một loại hao tổn vô vị, nhưng truyền thừa của mỗi một đời chủ nhân Kiếm Các chưa bao giờ xuất hiện ngắt khúc. Kê Trường Phong cân nhắc, ánh chiều tà cuối cùng cũng sắp tan đi, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía sâu trong biển rộng, tới rồi. Gió biển đột nhiên khuấy động, biển lớn dập dềnh. Cuồng phong cuốn theo sóng biển đánh về phía bờ biển, thuyền cảng ở trong sóng lớn sóc này dãy giụa, thuyền lớn miễn cưỡng còn có thể duy trì thăng bằng. Một vài thuyền nhỏ thì trực tiếp bị đánh lật, khiến đám người cả kinh từng trận kêu lên, ôi chao, thuyền của ta. Nhưng rất nhanh không còn ai nghĩ đến chuyện thuyền nữa, gió thổi càng thêm mãnh liệt khiến người ta không thể đứng vững, đám người giống như sóng lúa ngã về phía sau. Sóng biển trở nên lớn hơn. Hết đợt này đến đợt khác, rời núi lấp biển đẩy qua, giống như sóng thần,
rất nhiều quỷ xui xẻo tới gần bờ biển thì bị cuốn vào sóng lớn, chết oan uổng. Từng đoàn máu tươi tràn ngập ra, từng con cá mập đầu hổ bơi lội giữa sóng biển. Sóng lớn đánh tới, người trên bãi biển nhao nhao chạy về phía sau, xô xô đẩy đẩy, dẫm đạp lẫn nhau. Tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, còn xen lẫn tiếng khóc của trẻ nhỏ, loạn thành một đống. Phụ thân, Kê Khinh Vũ nhíu mày, các môn nhân khác cũng lộ vẻ khó chịu, mặc dù chết mấy phàm nhân không đáng gì, nhưng thật sự không cho Vân Phàm Tông mặt mũi quá rồi. Trước kia, mỗi lần hải thị đều sẽ có phàm nhân chết, nhưng sẽ không có sóng to gió lớn như vậy, cũng sẽ không có hỗn loạn lớn thế này. Giao Nhân Vương xuất hành, tự có sóng gió đi theo. Kê Trường Phong giơ tay lên ý bảo Kê Khinh Vũ bình tĩnh đừng nóng này, trên mặt còn nở nụ cười. Trong lòng hơi tức giận, cũng không phải vì Giao Nhân mà là vì những phàm nhân hắn trị hạ. Phàm nhân trong Tam Phàm Thành này đúng là dưới sự bảo hộ của Vân Phàm Tông được yên ổn quá lâu rồi. Lần này lại có nhiều người không liên quan đến xem náo nhiệt như vậy, thật sự cho rằng người đông thế mạnh thì có thể không cố kỵ sao? Coi Giao Nhân bá chủ Nam Hải là dị tộc vây xem thì thôi đi, biết rõ Giao Nhân sắp tới, vậy mà còn có người dám bàn luận về mùi vị thịt Giao Nhân. Thậm chí miệng còn phun ra lời tục tĩu, đúng là không biết tốt xấu. Giao Nhân Vương chỉ phát tác như thế đã xem như khá kiềm chế rồi. Hắn vì duy trì căn cơ Vân Phàm Tông, cũng là sợ tâm tính của các đệ tử môn nhân sai lệch, cũng không hề cổ vũ bọn họ đối đãi với phàm nhân giống con kiến con cừu. Còn nếu tùy tiện làm chuyện ác thì sẽ bị môn quy trừng phạt. Mà đệ tử Vân Phàm Tông phần lớn là đến từ Tam Phàm Thành, quan hệ thân tộc có chút phức tạp. Thời gian dài, sự kính sợ của phàm nhân đối với người tu hành cũng không sâu nữa, thậm chí còn có rất nhiều phê bình về phương thức thống trị của Vân Phàm Tông. Hôm nay cũng nên chịu một chút giáo huấn rồi. Các giáp sĩ phía dưới bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng tỷ lệ nhân số của bọn họ quá nhỏ, nói chuyện căn bản cũng không ai thèm nghe. Trực tiếp dùng binh khí duy trì trật tự, không nghe thì chỉ huy sẽ chui đao cán thương đập qua, nhưng mấy vạn người loạn lên, nào có dễ dàng áp chế như vậy. Trên bờ biển, một vài người tu hành muốn ra tay tương trợ, dù sao cũng cùng là nhân tộc, cứ như vậy mà chết vô nghĩa dưới ảnh hưởng của Giao Nhân nhấc lên, ai mà cảm thấy vui vẻ cho được. Nhưng khi liếc nhìn lên đài cao, bọn họ đều bỏ đi ý niệm này trong đầu. Nếu đông chủ đã không ra tay, những người ngoài như bọn họ mà tùy tiện làm thay việc của người khác, nói không chừng sẽ đắc tội với Vân Phàm Tông, thậm chí là Giao Nhân. Vì một vài tính mạng của phàm nhân, thật sự rất không đáng giá. Sóng lớn vẫn đang lao tới, rất nhanh, trên bãi cát đã lộ ra một mảng đất trống lớn, đồng thời lại có hàng ngàn người xem náo nhiệt còn đang từ trong Tam Phàm Thành sông tới. Hoàn toàn không biết trên bãi biển đã xảy ra chuyện gì, cảnh tượng càng thêm hỗn loạn. Hả? Trong lòng Kê Trường Phong vừa động, ba luồng khí tức từ phương Bắc đang đến, một luồng ma khí lạnh lẽo dẫn đầu đi trước, luồng khí tức thứ hai theo sát phía sau lại là Phật quang ẩn hiện. Cuối cùng là một luồng kiếm khí cuồn cuộn, như thể cảnh giới còn cao hơn hai người đi trước, nhưng không biết tại sao lại cam tâm tụt lại phía sau. Mặc dù ba người này đều là tu vi thiên kiếp thứ hai, nhưng khí tức tản ra thì một tu sĩ kim đan, tu sĩ bình thường còn lâu mới có thể so sánh được. Và lại tốc độ đều nhanh kinh người, trong nháy mắt đã bay đến trên không cự hạm đảo. Phật quang và kiếm khí dừng lại, nhưng luồng ma khí kia lại không hề kiêng kỵ mà lướt qua các môn nhân đệ tử Vân Phàm Tông. Vô số người tu hành Nam Hải, thậm chí cả tông chủ Kê Trường Phong, hắn từ trên trời giáng xuống, đáp thẳng xuống vịnh biển. Một nam tử mặc bạch y đứng giữa biển trời, vạt áo tung bay, mái tóc dài xõa tung ở phía sau, tung bay theo gió. Trong phút chốc, biển lớn nhấp nhô bỗng nhiên bình tĩnh lại, sóng nước không cuồn cuộn nữa. Thân hình cao lớn của nam tử như thể chắn ngang gió biển, các phàm nhân còn chưa kịp phản ứng, hắn đã mất kiên nhẫn quay đầu lại giống một tiếng, câm miệng. Giọng nói như sấm sét nổ tung, ẩn chứa sự uy hiếp cực lớn, đè ép tiếng hô hào của mấy vạn người xuống, tất cả đều kinh hãi tại chỗ, không dám nhúc nhích. Hắn là ai? Kê Khinh Vũ không khỏi hỏi ra nghi vấn của tất cả người tu hành. Ở hải thị này sắp bắt đầu cuộc gặp mặt giữa Trường Phong Vương và Giao Nhân. Vương,
một tên nhóc dám chen ngang chẳng lẽ chỉ là vì mấy phàm nhân? Một phần suy đoán của Kê Trường Phong không sai, Lý Thanh Sơn quả thật hẹn nhau với chủ nhân kiếm các ở đây, đương nhiên không chỉ là một Vu Vô Phong. Tính toán chính xác thời gian bắt đầu giao nhân hải thị, còn dẫn theo Vu Vô Phong và Tiểu An chạy tới cự hạm đảo. Hắn cách xa vài chục dặm đã nghe được tiếng kêu thảm thiết nên chạy tới xem, sóng lớn cuồn cuộn, mấy vạn người ở đây chen chúc dẫm loạn. Mặc dù hắn tự nhận mình không phải hạng người lương thiện gì, nhưng nhấc tay một cái là có thể cứu tính mạng người khác thì tuyệt đối không có đạo lý không cứu. Hắn không rảnh lo lắng đám người tu hành này đang suy nghĩ cái gì, có lẽ lại là giai điệu phàm nhân như con kiến hôi, một tiếng giống chấn áp tình cảnh. Lại nhìn về phía sâu trong biển rộng, hắn cảm giác một luồng khí tức khổng lồ sâu thẳm như biển, từ biển sâu hiện lên. Đây là khí tức chỉ có vương giả mới có, như tâm đoán không sai, giao nhân vương quả nhiên tới. Các bạn vừa nghe xong tập 138 của bộ truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.